Chương 541, đặt chân lên Bắc Nguyên nàng không khỏi nghĩ đến một suy nghĩ trong đầu, chẳng lẽ tổ tiên ở Trường Sinh Thiên nghe được lời cầu nguyện của ta, lập tức phái cứu binh đến, nhưng vì sao vị cứu binh này lại không mặc quần áo? Trong lòng Cát vào lập tức xuất hiện một câu hỏi. Đến Bắc Nguyên rồi sao? Phương Nguyên chân trần dẫm trên cỏ, nhanh chóng dò xét chung quanh. Ồ, tại sao lại có ngươi? Còn có sói. Hai mắt Phương Nguyên nhang lại, nghĩ không ra hắn vừa mới đặt chân đến Bắc Nguyên đã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn chuyến đi đến bắc Nguyên lần này phải giữ bí mật nhưng vừa mới đến đã bị bại lộ lang vương gào thét bỗng nhiên thả người nhảy một cái miệng sói mở to hàn răng nhọn sắc bén như đao táp tới phần cổ của phương nguyên ồ chỉ là bách thủ vương lệ mang lóe lên trong mắt phương nguyên một tay đẩy ra một đạo kim long Cục kim long tứ chuyển giống kim long bốn trào gào thét dương nanh múa vuốt bay vút ra ngoài trực tiếp đâm vào người lang vương dâu độc xương cốt toàn thân con bách thú vương bị đụng nát như bao tải bị ném ra ngoài sau khi rơi xuống đất nó kêu thảm dễ dụa vài cái muốn đứng lên nhưng trung quý vẫn không thể đứng dậy phương nguyên khẽ cao mày lập tức đánh ra thêm một đạo kim long lúc này mới thật sự giải quyết xong con lang vương lang vương vừa chết đàn sói lập tức sụp đổ sau mấy hơi thở bọn chúng đã chạy sang ngoài trăm dặm chỉ còn lại thi thể lang vương và cát dao đang ngơ ngác nhìn hắn phương nguyên di chuyển ánh mắt tĩnh mịch của mình sang cô gái cô gái mặc áo bảo bằng da đặc biệt của bác nguyên tay áo đan xem màu trắng và màu xanh ngay tại đường rẽ chưa viền vàng lộ ra sự cao quý mà thuần khiết bên hông của nàng thắt một đai lưng màu vàng tím mái tóc dài đen nhánh được tô điểm rất nhiều vật trang sức hoa nghĩ hai chân nàng đi trên đôi ủng da màu đỏ thắm làn da của nàng hơi đen lại đỏ ửng là màu da đặc trưng của bác nguyên dáng người nàng yểu điệu nhưng cân đối giống như một con nai con đáng yêu các dao bị ánh mắt của phương nguyên dạ lui lại sau đó tò mò hỏi ngươi là ai ngươi từ trường sinh thiên xuống là anh hùng cứu ta sao không đợi phương nguyên trả lời nàng đã nói tiếp ta là người của các gia tộc tên là Cát dao cha của ta là tộc trưởng các gia tộc dũng sĩ trẻ tuổi ngươi đã cứu mạng của ta ngươi sẽ nhận được sự khoản đãi nhiệt tình nhất của các gia ta à. còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của ngươi phương nguyên cười ha hả thiếu nữ thảo nguyên xinh đẹp ngươi cứ gọi ta thường sơn âm là được rồi triều sinh thiên chính là chỗ ở của cử dương tiên tôn làm sao ta có thể đến từ nơi đó chứ ta chỉ là cổ sư bình thường mà thôi nói xong hắn lấy một ly uống rượu từ bên trong không khiếu ra nửa thân trên của chén rượu là kim, nửa thân dưới là ngân. Tao đến ngũ chuyển dùng để cất giữ, là cổ năng ly cạn chén mà Phương Nguyên luyện được bên trong phúc biện. Lúc này, Phương Nguyên rót chân nguyên vào. Sau đó lấy ra một bộ quần áo, đây là một bộ võ phục màu đen bó sát người, sau khi hắn mặc vào, một hơi thở trầm ổn, ngoài hùng thể hiện ra ngoài, các dao nhìn không chớp mắt toàn bộ quá trình, tim không khỏi đập thình thịch, gương mặt đỏ ửng, thiếu nữ Thảo Nguyên chính là nhiệt tình như vậy. Phương Nguyên mặc quần áo xong, bước đến thi thể của lang vương dâu độc sói dâu độc là một loài sói khá phổ biến ở bắc nguyên nhưng khác với các loài sói khác toàn thân của nó không hề có lông chỉ có màu đen da sói giống như được bôi một lớp men răng loài vật này cũng không có lỗ tai chỉ có xúc tu dài năm tấc khi chạy xúc tu thả xuống hai bên người khi chiến đấu xúc tu của chúng sẽ dựng thẳng trời cao phương nguyên tìm kiếm một phen chẳng thu hoạch được gì con sói này là bách thú vương cổ trùng sống trên thân là cổ trùng nhị chuyển trên người con sói có hai con cổ nhị chuyển cho thứ tự là cổ nước chua và cổ độc châm cổ nước chua có thể phun ra dịch axit ăn mòn màu xanh có thể ăn mòn huyết nhục lẫn sắt đá cổ độc châm có thể bắn ra độc châm đả kích địch nhân đáng tiếc phương nguyên nhận được chỉ là mảnh vỡ của hai con cổ trên người lang vương không có cổ phòng ngự khó trách lại bị phương nguyên tùy tiện giết chết trên người thú vương có khả năng ký sinh cổ ngự thú ví dụ như trên người khuyền vương có cổ ngự khuyền trên người lang vương sẽ có cổ ngự lang cho dù là cổ ngự lang nhị truyền Phương Nguyên cũng cần, trong lúc Phương Nguyên đang lục lọi miệng co sói. Các Dao bước đến. Thường Sơn âm. Tên của ngươi hơi quen tai, ngươi là người của Thường gia tộc sao? Như nhìn quần áo của ngươi, hình như ngươi là cảnh ngoại lai, ngươi là người Đông Hải, Trung Châu, hai Tây Mạc. Phương Nguyên đứng dậy, ta là người Bắc Nguyên, cô gái nhất môi. Lộ ra hàm răng trắng nõn, ngươi gạt người, người Bắc Nguyên chúng ta nào có khẩu âm giống như ngươi, Dũng sĩ Thường Sơn âm. Ngươi không cần lo lắng, ngươi cứu mạng ta, chính là đại ân nhân của các gia tộc chúng ta, các gia tộc chúng ta sẽ không bài xích người. Mặc kệ Trung Châu, Nam Cương hay Bắc Nguyên, chỉ cần là kẻ ngoại lai, đều sẽ bị bài xích. Không đợi Phương Nguyên trả lời, cô gái hoạt bát chỉ vào cổ định tiên du trên vai Phương Nguyên, hỏi. Dũng sĩ thường sân âm, cổ trên vai ngươi thật đẹp, đây là cổ gì vậy, chính con cổ này đã mang ngươi đến đây sao? Ánh mắt Phương Nguyên ngưng lại, cẩn thận nhìn biểu hiện của cô gái, phát hiện biểu hiện của cô gái không giống giả mạo, mà kiến thức thật sự cạn, không biết đây là cổ định tiên du, lúc này mới thoáng yên lòng. Sắc cơ phun trào trong lòng hắn, nhưng ngoài mặt lại nở nụ cười chân thành, cô gái xinh đẹp, ngươi là vân tước biến thành sao, lúc nào cũng có thể nói chuyện được vậy, ha, được rồi, ta phải đi, chúng ta hẹn gặp lại, phương nguyên ngẩng đầu, dựa vào sao trời mà phân biệt phương hướng, sau đó, hắn vượt qua các dao, đi thẳng vào sâu trong thảo nguyên hù độc, cô gái vội vàng đuổi theo, ta không phải vân tước, ai bảo ngươi thần bí như vậy, đột nhiên xuất hiện, Lầy, lầy, ngươi đừng đi bên nó. Bên này mới ra được thảo nguyên hủ độc, ta đang định đi vào trong này, Phương Nguyên không quay đầu lại, tại sao lại muốn đi vào trong đó? Đi vào càng sâu bên trong thảo nguyên hủ độc thì lại càng nguy hiểm, mặc dù ngươi là tam truyền đỉnh phong, nhưng song quyền hào hắn cũng không chịu nổi đàn sói. Các dao vừa chạy vừa khuyên can Phương Nguyên, cổ sư ngũ đại vực khá độc lập, cổ sư khác vực, chiến lực sẽ bị giảm xuống một truyền, Phương Nguyên là người của Nam Cương, đến Bắc Nguyên nhất định sẽ phải chịu sự áp chế ở đây mặc dù bên trong không khiếu của hắn vẫn còn chân nguyên chân kim tứ truyền đỉnh phong nhưng tác dụng cũng chỉ tương đương với chân nguyên tích ngân tam truyền đỉnh phong bởi vậy khi tức mà các dao cảm nhận được trên người hắn chỉ là tam truyền đỉnh phong cổ kim long tứ truyền có nguồn gốc từ nam cương cũng chỉ còn uy lực của cổ trùng tam truyền nếu ở nam cương một kích của cổ kim long nhất định có thể đánh ta lang vương dâu độc nhưng ở bắc nguyên phương nguyên phải thúc giục hai lần mới có thể đánh chết lang vương dâu độc cuối cùng còn giữ lại chi thể hoàn chỉnh của nó phương nguyên dừng bước liếc nhìn các dao biểu hiện nghiêm túc, ánh mắt kiên định. Ta muốn đến thảo nguyên hủ độc, tất nhiên phải có lý do. Các dao bị khí độ của hắn trấn trụ, đợi khi Phương Nguyên đi được vài bước mới kịp phản ứng, cô gái vội vàng đuổi theo. Dũng sĩ thường sơn âm, ta đi cùng với ngươi, dù sao cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Mắc cao rồi, khóe miệng Phương Nguyên âm thầm vểnh lên. Chiến lực của hắn bây giờ chỉ tương đương tam truyền đỉnh phong, muốn dâm nhập vào sâu trong thảo nguyên hủ độc vẫn còn chưa đủ. Bởi vậy, hắn rất cần cổ trùng Bắc Nguyên để trang bị cho mình nhưng giết cát vào chưa chắc lấy được cổ trùng trên người nàng ta cho nên phương nguyên thực hiện một mưu kế nhỏ dễ dàng dụ cát dao đến bên cạnh mặc dù ý đồ của phương nguyên là thế cát dao cũng chủ động đưa ra ý kiến gia nhập nhưng phương nguyên vẫn nói chiếu cố ta cần ngươi chiếu cố cái gì chương 542. ngươi hãy đi cho ta nói xong ánh mắt hắn liếc nhìn nàng một cái giọng nói mang theo chút lạo nghễ cô gái lập tức ngước cổ lên ngươi có biết trên thảo nguyên hủ độc có rất nhiều xương độc màu tím phiêu tán hay không nếu hít vào một thời gian dài sẽ bị trúng độc, trên người ta có cổ trùng có thể giải độc, còn nữa, càng vào sâu bên trong thảo nguyên. Sư độc càng dày đặc, còn có u hồn oan quỷ, đến lúc đó, ngươi không phân biệt được phương hướng, chỉ có cổ quy tâm của ta mới có thể chỉ rõ chính xác đường về. Tộc cô gái đang nói. Bụng bỗng nhiên phát ra âm thanh ọc ọc, Phương Nguyên nhìn thoáng qua bụng của cô gái, mặt cô gái không khỏi đỏ bừng lên, nàng lắp bắp giải thích, cái này ngựa đại vị của ta bị sói dâu độc ăn mất rồi nguyên thạch và lương khô đều nằm hết bên trong ngựa đại vị là một loại kỵ thú rất phổ biến ở bắc nguyên nó có hai cái dạ dày dạ dày chủ thì dùng để tiêu hóa thức ăn dạ dày phụ thì có thể dùng để cất giữ đồ đạc cổ sư bắc nguyên khi di chuyển sẽ sử dụng một lượng lớn ngựa đại vị này phương nguyên tò mò hỏi cha của ngươi là tộc trưởng các gia tộc ngươi thân là con gái ruột của ông ta tại sao lại dùng loại kỵ thú bình thường này như vậy hay còn không phải ông ấy thu hết cổ của ta sao ta một mình trốn đi có thể dắt được một con đại vị con có thể chuẩn bị nhiều đồ dùng như thế đã là rất tốt rồi các dao nhanh mồm nhanh miệng đáp nhưng sau khi nói ra nàng cảm thấy không ổn biểu hiện nương lại giống như mình đã tiết lộ nhiều chuyện trốn chẳng lẽ là đào hôn phương nguyên nhướng mày cô gái ồ lên một tiếng mắt tròn xe nhìn phương nguyên ngươi có cổ độc tâm à tại sao ngươi lại biết phương nguyên mỉm cười hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi nhưng cũng không phải là không có chứng cứ địa vị của phụ nữ ở Bắc Nguyên thấp hơn đàn ông rất nhiều. Thậm chí còn được xem là một món hàng trên thị trường, tùy ý mua bán. Ở ở Nam Cương có nữ tộc trưởng, nhưng ở Bắc Nguyên lại không có lệ này, phụ nữ không được cầm quyền. Vì sao lại như vậy? Chuyên tống này phải ngược dòng tìm hiểu đến thời đại cự Dương Tiên Tôn, trao trí nhớ của hắn. Trong 3 năm, quân hùng tranh giành ở Bắc Nguyên, gió nòi mây phun, cuối cùng do tộc trưởng Hắc Gia Hắc Lâu Lan thành công vấn đỉnh, trở thành chi chủ người năm đứng đầu vương đỉnh cũng là chi chủ chịu đủ tranh cãi nhất hậu thế sau này hắc long lan là người cực kỳ háo sắc sau khi dương bá thảo nguyên tông ta đã tìm kiếm tất cả mỹ nữ trong các bộ tộc nạp làm thế thiếp của mình nhưng ở một phương diện khác ông ta đã mở rộng tân chính đề cao địa vị phụ nữ muốn nam nữ bình đẳng điều này đã xúc phạm nghiêm trọng đến lợi ích các phương diện kích thích mâu thuẫn dẫn phát thể chế thấp bộ bác nguyên phải dung chuyển bởi vậy hắc lâu lan chỉ làm chi chủ của thảo nguyên được hai năm đã bị tộc nhân trong tộc của mình gạt ra khỏi vương đình tiến hành ám hạn sau đó các bộ liên hợp lại lật đổ sự thống trị của hắc gia tộc một lần nữa tranh giành vị trí đứng đầu vương đỉnh nhấc lên một trận gió tanh mưa máu kéo dài 5 năm khi đó mới dần lắng lạn sau chiến dịch này các tộc trên thảo nguyên trải qua một trận hỗn chiến miêu khí bị đả thương tạo thành khuyết điểm cho chiến dịch tấn công tứ đại vực trung châu sau này bởi vậy rất nhiều thiếu nữ bắc nguyên muốn chống lại cuộc hôn nhân sắp xếp thường lựa chọn đào hôn cô gái trước mắt nếu là con gái của tộc trưởng một tộc lại lẻ loi một mình tiến vào thảo nguyên hủ độc phương nguyên tất nhiên sẽ có suy đoán này phương nguyên lấy ra thức ăn trong cổ nâng ly cạn chén đưa cho các dao cô gái này hiển nhiên đang rất đói bụng vừa ăn như hổ đói vừa đào trong mắt mơ hồ không rõ muốn cưới ta chính là manda của man gia tộc đi là con trai thứ ba của tộc trưởng man gia tộc vóc người vừa gầy vừa nhỏ chẳng khác nào con khỉ trong người lại nhiều bệnh lại chỉ có tu vi nhịn chuyển bình thường y hay ỉ lại vào cha của mình ăn hiếp mọi người trong tộc một chút khí khái cũng không có ta thật sự chẳng muốn giả cho cái thứ bỏ đi như thế nhưng gia thế của man gia tộc rất lớn các gia chúng ta vừa mới di chuyển đến thực lực tổn thất rất nhiều xính lễ man gia tộc đưa cho chúng ta cũng rất long trọng còn hứa hẹn sẽ nhường một đồng cỏ phí nhiêu tươi tốt cho các gia chúng ta cha ta nhìn chúng những thứ này muốn giả ta đi ta trong cơn tức giận đã bỏ chạy ra ngoài dũng sĩ thường sơn âm chi bằng ngươi đoạt ta đi dân phong bắc ngươi rất bưu hãn. còn có một phong tục chính là đoạt cưới tân nương tử được đoạt còn quý giá hơn tân nương tử được cưới hỏi đàng hoàng phương nguyên mỉm cười ta chẳng có hứng thú với ngươi mau ăn đi ăn no rồi chúng ta tranh thủ lên đường cát dao lại đảo trong mắt đe thuy của mình còn có một kích chính là ngươi đến ở rể cát gia chúng ta dựa theo quy củ của thảo nguyên chỉ có dũng sĩ mới có được mỹ nữ cho dù man gia tìm đến gây phiền phức cũng phải dựa theo quy củ để cho tên khỉ đột man đa kia đấu với ngươi một trận dũng sĩ thường xuân âm ngươi mạnh như vậy tất nhiên có thể đánh tên nhóc man kia thành đầu heo Phương Nguyên tắt nụ cười, ta đã nói. Ta không có hứng thú với ngươi, cắt dao lại càng nhiệt tình. Lộ ra tính cách không lùi bước trước khó khăn của con gái bác Nguyên. Vì sao lại không hứng thú? Chẳng lẽ ta không xinh đẹp? Ta chính là hoa khôi của các gia tộc. Tên nhóc Manda kia nhìn ta từ xa cũng phải thất hồn lạc phách. Thần hồn điên đảo năn nỉ cha y cầu hôn ta. Dũng sĩ thường sơn âm. Ở dưới các gia cũng có chỗ tốt đối với ngươi mà. Ngươi là kẻ ngoại lai, không ở gì. Người khác sẽ không coi ngươi là người trong nhà ngươi sẽ chịu sự bài xích và đề phòng ở bắc nguyên phương nguyên nghiêm mặt nói ta đã nói ta là người bắc nguyên cát dao lại mỉm cười dũng sĩ ngươi không lừa ta được đâu khẩu âm của ngươi đã tiết lộ nguồn gốc của ngươi thức ăn của ngươi cũng không phải trà bánh và thịt khô của bắc nguyên ngươi hãy đi theo ta chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chúng ta gặp nhau là do trường sinh thiên an bài sao phương nguyên cúi xuống ánh sáng lấp lóe trong mắt sau đó nụ cười dần mở rộng trên nét mặt ngươi hãy để ta suy nghĩ một chút ngươi cũng không cần vội vàng quyết định như vậy phương nguyên nói sau đó lấy nguyên thạch đưa cho cát dao cát dao gật đầu vậy ngươi hãy cân nhắc cho thật tốt nàng tiếp nhận nguyên thạch thận trọng nói ta sẽ trả lại số nguyên thạch này cho ngươi phương nguyên gật đầu lúc này cát dao không nói thêm gì nữa tập trung tinh thần không ngừng hấp thu nguyên thạch bổ sung chân nguyên mau chóng khôi phục thực lực sau khi thâm nhập vào sâu trong trào nguyên hủ độc khí độc vốn mỏng manh trong không khí dần dần trở nên nồng nặc hơn trước kia mắt thường không thể phân rõ lúc này đã có thể nhìn thấy được màu tím nhàn nhạt, nhạt, dừng lại có đàn sói đang đi các dao bỗng nhiên dừng lại ánh mắt không che giấu được sự kinh hoàng hiển nhiên trận chiến với đàn sói dâu độc vừa rồi đã khắc sâu ấn tượng cho nàng phương nguyên dừng bước qua ba hô hấp hắn thông qua cổ trùng trinh sát tìm hiểu được tung tích của đàn sói hắn nhìn sang các dao không hổ danh là thiếu nữ bộ tộc có được cổ trùng trinh sát đỉnh phong phương nguyên có được cổ trùng trinh sát tứ truyền, là do hắn luyện được bên trong phúc địa hồ tiên nhưng khi đến bắc nguyên hắn phải chịu sự áp chế không bằng cổ tam chuyển của các dao đàn sói hưng phấn kêu gào càng lúc càng lớn rất nhanh mấy trăm con sói dâu độc xuất hiện trong tầm mắt của hai người nhiều sói quá sắc mặt cát dao tráng bệch thân hình mềm mại run lên hít vào mấy hơi khí lạnh số lượng sói lần này còn nhiều gấp mấy lần lần trước có đến gần ngàn con tu vương càng mạnh thì mới có thể khống chế được đàn thú quy mô càng lớn lần này cho thấy bách thú lang vương còn mạnh hơn so với con lần trước khá nhiều Chương 543, biển hoa mặt quỷ một hừ, vội cái gì, ngươi tự bảo vệ cho mình là tốt rồi, Phương Nguyên hừ lại, bỗng nhiên rộng chân chạy lên, Cát Dao nhìn thấy, không khỏi kinh hô một tiếng, muốn gọi Phương Nguyên lại nhưng hắn đã lao vào đàn sói. Có rất nhiều con sói dâu độc phóng tới Cát Dao, cô gái kêu to một tiếng, thì giáp, lập tức hơi nước ngưng kết, hình thành một chiếc áo giáp màu lam nhạt bao quanh toàn thân nàng lại, cô xoắn ốc thủy tiễn, nàng điểm ngón tay, một thủy tiễn hình xoắn ốc bắn ra ngoài, vèo vèo vèo, trong khoảnh khắc, ba con dâu độc bị giết chết, năm sáu con bị thương, nhưng cùng lúc lại có hơn 10 con sói dâu độc chạy đến, cô gái hoảng hốt, vừa lui lại vừa lúng cuống ứng phó, cổ thủy long. Song trường đầy ra, một con thủy long tam trảo gào thét bay ra, quét ngang bốn phía mang theo hơi nước minh mông. Dòng nước vừa xuất hiện. Lúc này cát dao khó khăn lắm mới ổn định được cục diện, dũng sĩ thường sơn âm. Ngươi không thể chết được, cô gái vội vàng nhìn lại bầy sói. Nhưng càng nhìn, nàng lại càng ngây người bởi vì nó không giống như trong dự đoán của nàng nàng nhìn thấy phương nguyên mạnh mẽ đâm tới đàn sói mỗi một công kích đều đánh bay rất nhiều con sói dâu độc sói dâu độc hung ác dưới chân hắn còn yếu đuối hơn cả cừu non toàn thân hắn được bao phủ một lớp giáp hoàng kim thỉnh thoảng còn đánh ra một con kim long quét ngang bốn phía số lượng sói dâu độc nhiều như vậy cũng không chế phục được hắn hắn hung mãnh không sợ đầu pháp dũng mãnh gan dạ đến cực điểm mỗi một quyền cước đều phá vỡ âm thanh sức mạnh của hắn to lớn như vậy con sói nào trúng quyền cước của hắn nhất định xương cốt vỡ nát ngã xuống đất kêu rên không thể đứng dậy nổi không chỉ như vậy hắn còn kịch chiến với lang vương lang vương dâu độc quả nhiên rất mạnh toàn thân của nó lóe lên điện quang thỉnh thoảng lại phun ra nọc độc màu xanh đồng thời chạy cực kỳ nhanh khi chạy thậm chí chỉ còn để lại một đạo tàn ảnh trên người con lang vương này có ít nhất ba con giã cổ các dao phát hiện điều này trong lòng cảm thấy nặng nề lo lắng thay cho phương nguyên nhưng rất nhanh phương nguyên đã thả lỏng lo lắng trong lòng không khỏi dâng lên sự kính nể phương nguyên đấu pháp của phương nguyên cực kỳ thông minh hắn không ngừng bôn tẩu cũng không dây dưa với con lang vương nhờ những con sói dâu độc bình thường cản trở sự di chuyển của nó lang vương có cổ di chuyển nhưng lại bị đàn sói buộc chặt chỉ có thể đánh một kích bị động nhìn phương nguyên nệ từng quyền vào đàn sói thế công dũng mãnh các dao không khỏi nhiệt huyết sôi trào đây mới thật sự là đàn ông nàng tan thưởng trong lòng sau khi giải quyết hết phiền phức bên người nàng hô to một tiếng túc dục dòng nước thẳng đến đàn sói rốt cuộc nàng cũng là cổ sư tan truyền trung giai, không thể khinh thường, đàn sói vập công kích. Không khỏi đại loạn, phóng ra cổ trùng hướng đến nào, sắc mặt Phương Nguyên thay đổi, mở miệng quát, ai bảo ngươi đến? Mau tránh sang một bên, cô gái bị tư thế phản công của đàn sói dạ đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng rút lui. Phương Nguyên không ngừng công kích, khí thế vô biên, phí hết công phu mới thu hút được sự chú ý của đàn sói đến người mình. Một lát sau, hắn đột nhiên bộc phát đánh ra thú ảnh, đánh nát phòng ngự của Lang Vương, nhưng cơ hội này hắn bỗng sắp đến gần đe đầu con lang vương xuống đất giơ nắm đấm hung hăng đấm xuống hình ảnh vô cùng bạo lực con lang vương sắp thành thiên thú vương cứ như vậy bị phương nguyên đánh chết lang vương vừa chết sĩ khí đàn sói bị sụp đổ con nào cũng lo chạy trốn phần mình một trận kịch chiến bỗng nhiên kết thúc ngươi bị thương rồi sao cát dao chạy đến ánh mắt ân cần hỏi thăm không sao vết thương của phương nguyên nhìn thì rất kinh khủng nhưng thật ra đều nằm trong sự không chế của hắn lúc này hắn thôi động cổ tự lực cánh sinh để vết thương nhanh chóng khỏi hẳn nhưng cổ tự lực cánh sinh chỉ là cổ tam truyền, đến bắc nguyên nó chỉ còn tác dụng của cổ nhị truyền, sau khi thương thế của phương nguyên giảm bớt hiệu dụng của nó không khỏi suy yếu dũng sĩ thường sơn âm để ta trị liệu cho ngươi cắt dao vẫy tay một cái hơi nước bốc lên đỉnh đầu phương nguyên ngưng tụ một đám mây màu xanh một cơn mưa nhỏ màu xanh từ trên đám mây rơi xuống thấm ước người phương nguyên trị liệu thương thế cho hắn đây chính là cổ ngư xuân Phương Nguyên cao mày, phạm vi trị liệu của cổ này rất rộng, lại chỉ dùng cho một mình ta, chẳng phải lãng phí sao. Mau cất đi. Nói xong, hắn vung tay thôi động cổ kim phong tống xả, cổ này của thiết mộ bạch, cổ trị liệu tứ chuyển. Mặc dù bây giờ chỉ còn công dụng tam chuyển nhưng vẫn là tinh phẩm như cũ. Ca dao nhìn bên cạnh Phương Nguyên hình thành một cơn gió lốc màu vàng, vòng quanh hắn vài vòng. Sau đó tất cả vết thương trên người hắn đều biến mất. Đây là cổ gì vậy? Cô gái tò mò hỏi. Phương Nguyên không trả lời, xoay người ngồi sổ xuống đất bắt đầu vơ vét thi thể lang vương cắt dao theo sát phía sau cúi người nhìn hắn chằm chằm cảm thán dũng sĩ thường sơn âm ngươi là đại cao thủ chân chính cha ta luôn nói ta chỉ có được tu vi còn chiến đấu thì hỏng bét hôm nay thấy ngươi công kích đàn sói như vậy chuyện hung hiểm như thế ngươi lại làm rất thành thạo điêu luyện và nhẹ nhàng lúc này ta mới biết lời cha ta nói là đúng phương nguyên hừ một tiếng đứng thẳng người dậy hắn có 500 năm kinh nghiệm chiến đấu làm mấy việc này dễ như chờ bàn tay nếu không phải địa vực áp chế một đám sói nho nhỏ cần chi dây dưa lâu như vậy kiểm tra một chút trên người lang vương có ba con dã cổ nhưng tất cả đều đã chết không có chiến lợi phẩm sắc mặt phương nguyên hơi khó coi hắn nhìn các dao tức giận nói hỏng bét ngươi nào chỉ là hỏng bét đơn giản là cực kỳ hỏng bét các dao lập tức chán nán này ngươi có cần nói chuyện thẳng như vậy không ồ vừa rồi ngươi công kích lung tung dẫn đến một đàn sói lớn thiếu chút nữa làm hỏng cục diện của ta não ngươi là não châu a à, phương nguyên chất vấn các dao biết mình đích thật đã phàm sai lần khi thế bỗng nhiên yếu dần cúi đầu nhìn mũi chân của mình ngươi thu hút sự chú ý của phần lớn đàn sói ta biết ngươi cũng là vì tốt cho ta nhưng ta cũng muốn giúp ngươi mà phương nguyên thở dài một hơi được rồi lần này không truy cứu nữa ngươi cứ đi đằng sau để phòng ngừa ngươi lại cản trở ta bất đắc dĩ phải dạy bảo ngươi một chút ai cần ngươi dạy cát dao quay người sang chỗ khác bất mãn hừ một tiếng khi ngươi thôi động cổ sắn ốc thủy tiễn ngươi nhất định phải tỉnh táo bắn loạn chỉ tổ lãng phí chân nguyên quý giá của ngươi mà thôi cổ thủy long tiêu hao rất nhiều chân nguyên nếu không có việc gì thì đừng dùng khó chất chân nguyên của ngươi lúc nào cũng không đủ cũng đừng dùng cổ ngư xuân nữa đó là loại cổ có phạm vi trị liệu lớn trong khi chúng ta chỉ có hai người mà thôi trên đường đi phương nguyên không ngừng chỉ điểm cắt dao trước đó cô gái bất quá cũng chỉ hờn rỗi mà thôi mặc dù hơi có tính tình tiểu thư nhưng liên quan đến tình huống bản thân nàng vẫn rất chân thành tiếp thu lời dạy bảo không ngừng cải thiện bản thân hai người băng nhanh trên đồng cỏ hư thối lại đụng phải mấy đàn sói nữa nhưng biểu hiện của các dao lần sau tốt hơn lần trước hát sợ rồi sao nắng sói dâu độc kế tổng các ngươi mau cút đi một lần nữa đánh lùi được đàn sói dâu độc các dao chống lạnh dương dương đắc ý đúng là ngây thơ phương nguyên nhìn thoáng qua bóng lưng của nàng ánh mắt lóe lên hàn mang hắn chỉ điểm các dao Đương nhiên không chỉ đơn thuần muốn đề cao lực chiến đấu của nàng, nhiều hơn chính là điều tra cổ trùng trên người nàng. Kết quả, cô gái này đã tiết lộ tất cả nội tình trên người mình cho Phương Nguyên. Các dao là cổ sư thủy đạo, tu vi tam truyền trung giai, nàng ta có cổ vũ tước tam truyền dùng để trinh sát, cổ thủy long tam trảo, cổ săn Ốc thủy tiễn dùng cho công kích, cổ phong ngự có cổ thủy giáp, Tề Phương diện di truyền có cổ thủy tích, trị liệu có cổ ngư xuân. Chương 544. Biển hoa mặt quỷ hai cổ dùng để chứa đựng thì không có nàng ta dùng ngựa đại vị đã chết thảm trong tay đàn sói để đựng đồ ngoài ra còn có cổ tẩy rửa dùng để giải độc cổ quy tâm dùng để phân biệt phương hướng bộ cổ trùng này phù hợp với thân phận của nàng cổ vụ tức là cổ tam truyền một loại cổ trinh sát rất quý giá có thể ngưng tụ sương mù thành yến tước còn có thể phi hành bốn phía trinh sát chung quanh phạm vi rất rộng phòng ngự công kích đều là tinh phẩm cổ thủy tích có thể gia tăng tốc độ sánh ngang với cổ tứ truyền khuyết điểm duy nhất là dấu chân sẽ chứa vệt nước rất dễ bị phát hiện đồng thời sẽ thấm ướt dày. Nhưng tiềm lực phát triển của loại cổ này rất lớn, đến tứ chuyển có thể biến thành cổ lưu lạc, hiệu dụng càng thêm cường đại, đến ngũ chuyển sẽ có hai phương hướng hợp luyện, một là cổ lưu lạc phiêu bạt có thể giúp tránh né khi lâm trận, một loại là cổ lưu lạc giang hồ có thể đi lại trên mặt nước, đến lục chuyển chính là cổ lưu lạc thiên nhai đại danh đỉnh đỉnh, những loại cổ này đều là tinh phẩm tam chuyển, cộng thêm được phương nguyên cẩn thận chỉ dẫn, đàn sói bị áp bách. Khó trách các giao tiến bộ nhanh chóng, chiến lực liên tục tăng lên, dũng sĩ thường sơn âm ngươi không hổ danh là trí giả sự chỉ dẫn của ngươi còn lợi hại hơn cả ba gia lão của tộc ta cho dù ngươi trướng mắt ta ta cũng muốn mời ngươi đến cắt gia làm khách nếu ngươi có hứng thú ta sẽ cố thuyết phục cho ta để ngươi trở thành gia lão khác họ của tộc ta cát dao xoay người lại bước đến bên cạnh phương nguyên biểu hiện thành khẩn mời chào nàng rốt cuộc cũng là đại tiểu thư cát gia kiến thức bất phàm biết được giá trị của phương nguyên không chỉ sự anh dũng của cá nhân hắn quan trọng hơn là hắn có thể dạy cho người khác. Đây chính là sức mạnh trí tuệ, nếu có hắn giúp đỡ bồi dưỡng gia tộc đời sau. Nhất định sẽ làm cho cả bộ tộc cử thịnh, ta có thể đến cắt gia làm khách, nhưng ta hoàn toàn không có hứng thú với chuyện gia lão khác họ Phương Nguyên một lần nữa lên đường. Đồng thời lắc đầu từ chối, cắt giao thuyết phục mấy lần nhưng thái độ của Phương Nguyên rất kiên quyết, cô gái giàu dĩ không vui đi theo sau lưng Phương Nguyên, dùng ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm phần lưng thẳng tắp của hắn, biết dạy người thì về lắm sao? Hồ, ta đã hạ giọng nhiều vả như thế vậy mà hắn cũng không động tâm ngay cả gia lão khác họ cũng không thấy hứng thú ngươi đang xem thường cắt gia chúng ta à thường sơn âm cái tên chứng thối này cắt dao hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng trong lòng lại hơi nhi hoặc nhưng cái tên thường sơn âm này thật sự hơi quen tai hình như ta đã nghe nói qua ở đâu đó rồi nhưng rốt cuộc là nghe ở chỗ nào nhỉ mây đen bao phủ thảo nguyên hủ độc bên trong sắc trời mưa tối hai người lại bôn ba trên đường phương nguyên dừng bước trước mắt là một biển hoa lớn hoa này có màu tím sộng cánh hoa to đen như mực người hoa to bằng chậu rửa mặt nhỏ có hình mặt người tái nhợt hình mặt quỷ nhìn thấy cảnh tượng này các dao muốn tắt thở nắm chặt ống tay láo của phương nguyên ly nhi nói nơi này nhất định đã chết rất nhiều người oan hồn du đãng mới sinh ra nhiều hoa mặt quỷ như thế mỗi một đóa hoa mặt quỷ là một oan hồn chúng ta đi đường vòng thôi có quá nhiều hoa mặt quỷ nhất định sẽ ký sinh không ít cổ quỷ khiếu cổ quỷ khiếu chính là cổ trùng hồn đạo tam truyền có thể phát ra tiếng kêu gào, tạo thành sự chấn động cho hồn phách. Cổ mặt quỷ là cổ trùng hồn đạo tứ triệt, có thể tạo thành xung kích to lớn cho hồn phách. Nhiều hoa mặt quỷ như thế, muốn đi đường vòng, đi ngõ nào. Phương Nguyên nhìn biển hoa mặt quỷ, ngoài mặt thì không tỏ thái độ gì, nhưng trong lòng lại cực kỳ vui vẻ. Điều này chứng tỏ hắn không đi sai hướng, chỉ cần thuận theo hướng này, hắn sẽ tìm được chiến trường 20 năm trước, từ đó có được cổ trùng còn để lại trên chiến trường. Bắc Nguyên khác với Nam Cương, Nam Cương có nhiều núi, có thể phân rõ phương vị, Bắc nguyên minh mông vô bờ toàn là bãi cỏ rất dễ dàng lạc mất phương hướng cho nên trên người cắt dao có mang theo cổ trùng quy tâm cổ quy tâm có thể vĩnh viễn chỉ hướng cho cổ sư trở về nhà nhưng cổ quy tâm chỉ có thể chỉ hướng không thể chỉ vị trí địa địa phương nguyên muốn đảm bảo đường đi chính xác nhất định phải mạo hiểm xuyên qua biển hoa mặt quỷ này cũng may hắn đã sớm chuẩn bị hắn ngồi sổng xuống hai tay áp sát mặt đất sau đó điều động chân nguyên thôi động cổ trùng bên trong không khiếu rất nhanh trên mặt đất xuất hiện một bãi cỏ màu xanh bãi cỏ tươi tốt liên tục cao lên từng cọng cỏ dài nhỏ dây dưa cùng nhau dần dần hình thành một con rối hình người cổ thảo khôi tam truyền của nô đạo đây là cổ trùng chỉ có năm cương mới có các dao kinh hãi nhìn từng người có liên tiếp xin trưởng rất nhanh tạo thành một đàn người dân thân hình thấp bé do cây cỏ bệnh chật lại một tay cầm lá trúc giống như đại đao một tay vác tấm chắn đằng giáp đây chính là thảo binh đằng giáp tam truyền ngày xưa tại núi tam xoa phương nguyên lấy một địch bảy thiết nhược nam đã dùng loại cổ này về sau bên trong phúc địa tam vương phương nguyên giết chết cổ sư trong chiến lợi phẩm thu được có loại cổ thảo khôi này cổ thảo khôi khá phổ biến ở nam cương cổ thảo khôi tam truyền có thể kết thành đăng giáp thảo binh có thể giết chết cổ sư nhất truyền cổ thảo khôi tứ truyền có thể kết thành thảo kiếm tinh binh chiến lực càng mạnh hơn nhưng đã đến bắc nguyên Cổ thảo khôi cũng phải chịu áp chế kết thành đằng giáp thảo binh khá yếu ớt nhưng phương nguyên tạo ra nhóm đằng giáp thảo binh này cũng không phải dùng để chiến đấu cho nên cũng không quan trọng một lát sau gần ngàn đằng giáp thảo binh đi trước mở đường phương nguyên nắm tay cắt dao dưới sự bảo vệ của một trăm đằng giáp thảo binh tiến vào biển hoa mặt quỷ ta đe be ếch của quỷ khiếu mỗi lần rít lên lập tức có một đằng giáp thảo binh đằng trước ngã xuống Tông thanh của quỷ khiếu phát ra cũng không giống nhau có tiếng kêu bé nhọn có tiếng giống như dê vọi còn có tiếng u oán kể lể quỷ có mặt quỷ bay lên kia cô gái dùng mình nhìn hương mặt tái nhợt của mặt quỷ liên tiếp bay lên trong biển hoa mặt quỷ sợ hãi đến thân hình run rẩy phương nguyên vũ cánh tay của nàng sau đó không chút hoang mang điều khiển khối lỗi rất nhanh một số đằng giáp thảo binh thoát khỏi đội ngũ hy sinh thân mình dụng mặt quỷ sang bên cạnh quá trình xuyên qua biển hoa mặt quỷ hữu kinh vô hiểm. cắt dao nhìn lại đằng sau thở phào một hơi rốt cuộc cũng yên tâm trở lại không nghĩ đến lại đơn giản như vậy chúng ta có thể băng qua biển hoa mặt quỷ ổn định lại tâm trạng cô gái không khỏi nhìn những người dông đám khôi lỗi chỉ còn lại vài chục con quay chung quanh tạo thành một phòng ngự yếu ớt từ nhỏ đến lớn Cắt Dao chưa từng nhìn thấy loại cổ này, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, mặc dù chiến lực của loại cổ này không tốt lắm, nhưng lại là loại pháo hôi chất lượng tốt nhất. Thường Sơn Âm quả nhiên có chuẩn bị mà đến, Như đến đây, cô gái lại chuyển ánh mắt sang dò xét người bên cạnh, ở chung với Phương Nguyên càng lâu, sự hiếu kỳ trong lòng Cắt Dao càng nặng, tâm lý muốn nghiên cứu lại càng nhiều hơn. Rốt cuộc hắn là người như thế nào, hắn xâm nhập Thảo Nguyên Hủ Độc là có mục đích gì? Thường Sơn Âm, Thường Sơn Âm cái tên này ta đã nghe nói qua ôi trao mặt cô gái bỗng nhiên đỏ lên khi băng qua biển hoa mặt quỷ phương nguyên đã nắm tay của nàng nghe âm thanh quỷ kêu mặt quỷ bay lơ lửng khiến nàng sợ hãi đến mức không tự chủ sát lại gần phương nguyên thời gian dần trôi nàng đã ôm cánh tay của hắn vào ngực, kế mà cũng không phát giác các dao vội vàng đầy cánh tay phương nguyên ra có được khoảng cách an toàn phương nguyên dừng bước chậm rãi quay đầu nhìn biển hoa sau lưng cổ quỷ khiếu cổ mặt quỷ đều là loại cổ không tệ đáng tiếc ta không có cổ trùng đặc biệt để bắt chúng Chương qua ảnh bắt giữ cổ trùng hoang dại cũng phải cần thủ đoạn đặc biệt hai loại cổ trùng này đều thuộc hồn đạo Của bắt giữ chúng lại càng phải đặc biệt là lúc này rồi ánh mắt phương nguyên ngưng lại vớt bỏ sự tiếc nuối trong lòng đưa mắt nhìn cổ định tiên du trên vai khi tức tiên cổ cường thịnh không cách nào cất vào trong không khiếu phàm nhân bởi vì sân thu thiền đã suy yếu nên mới miễn cưỡng chứa đựng mặc dù phương nguyên vẫn để cổ định tiên du đậu trên vai của hắn không động đậy nhưng khi tức tiên cổ vẫn tiêu tán như cũ nếu bị cổ tiên phát giác nhất định sẽ dẫn đến họa sát thân. Cũng may Phương Nguyên đã sớm có sự chuẩn bị, hắn lấy ra cổ Hạo Châu, đi thôi. Hắn rót chân nguyên vào, cổ Hạo Châu lập tức hóa thành một luồng ánh sáng nhu hòa, bay đến trên người cổ Định Tiên Du, bao phủ nó lại. Cổ Hạo Châu là cổ cất giữ tứ truyền, chuyên dùng để phong ấn cổ trùng, khiến cho cổ trùng chìm vào giấc ngủ say, dễ dàng bảo tồn. Phương Nguyên hầu như đã tiêu hao hết toàn bộ chân nguyên. Lúc này mới thành công phong ấn cổ Định Tiên Du, cổ Định Tiên Du giống như con bướm mọc, được phong ấn bên trong một quả trâu trong suốt to bằng quả đấm nhưng nó là tiên cổ khi tức vẫn xuyên thấu qua viên minh châu phát tán ra ngoài chỉ là yếu hơn so với trước rất nhiều lần phương nguyên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi sau đó việc đi đường trở nên thuận lợi hơn rất nhiều có lẽ là vì biển hoa mặt quỷ ngăn cản đàn sói dâu độc không còn xuất hiện nữa hai người tiếp tục đi sâu vào bên trong xương độc trên thảo nguyên càng lúc càng đậm hơn đã có thể nhìn thấy rõ ràng xương mù lượn lờ trong không khí khi hai người bắt đầu ho khan cả hai dừng lại lấy cổ trùng thanh tẩy độc tố trên người càng vào sâu trong thảo nguyên xương độc càng nồng động số lần hai người dừng lại cũng nhiều hơn các dao tính tình hoạt bát nhưng vì phòng ngừa trong quá trình nói chuyện mà hấp thu nhiều xương độc cũng đã bắt đầu giữ yên lặng thời gian dần trôi xương độc màu tím dần dần che phủ tầm mắt chúng ta còn phải đi bao xa nữa các dao nhịn không được hỏi phương nguyên chỗ sâu trong thảo nguyên hủ độc là cấm khu sinh mệnh càng xâm nhập vào bên trong mãnh thú sẽ càng mạnh rất nhiều cao thủ tiến vào thăm dò đều chết ở đây có đến mà không có về cũng nhanh phương nguyên thản nhiên trả lời một câu bước chân dần chậm lại cho đến khi ngừng hẳn đến rồi sao chẳng lẽ là chỗ này các dao cao hứng hỏi phương nguyên không nói một câu cẩn thận ngồi sổng xuống gỡ một bụi cỏ mọc một cách vạn vèo quái dị trên mặt đất lộ ra một cửa hang bị bụi cỏ bao trùm hang động này to như cái bác. miệng bong loáng bên trong tĩnh mịch tăm tối các dao nhìn thấy ánh mắt ngưng lại hô hấp cũng gấp rút hơn đây là hang động mà chuột địa thứ hay ra vào chuột địa thứ có hàng ngàn hàng vạn tập trung thành đàn sống ẩn núp dưới bãi cỏ chỉ cần mặt đất hơi động một chút bọn chúng sẽ phát động công kích từ dưới đất đầu của chúng giống như mũi tên một khi bắn ra có thể xuyên thủng mu bàn chân của con người thậm chí ngay cả móng ngựa bằng sắt cũng có thể xuyên thủ chúng ta nhất định không thể đi về phía trước một khi bị bao vây chúng ta tuyệt không có khả năng sinh tồn sẽ bị vô số chuột địa thứ bao vây trên đường đi chúng ta không đụng phải bất kỳ con sói dâu độc nào. Điều này nói rõ chuột địa thứ là bá chủ ở đây, nói không chừng chuột địa thứ vương dưới lòng đất chính là một con vạn thú vương. Cô gái từ nhỏ đã sống trên thảo nguyên, đối với sự cường đại của chuột địa thứ biết rất rõ ràng. Không, nơi ta cần đến còn ở phía trước, Phương Nguyên đứng dậy, thư sơn âm. Vũ dũng quá mức chính là tự tìm đường chết, ngươi không qua được đâu. Thậm chí chỉ cần bước vài bước sẽ bị đám chuột bao vây ngay, các dao vội vàng khuyên bảo. Nhưng Phương Nguyên chỉ cười nhạt, ai nói ta muốn đi vừa dứt lời cánh xương đen nhánh sau lưng hắn bắt đầu mọc ra đây là cát vào mở to mắt còn chưa đợi nàng phản ứng phương nguyên đã ôm lấy nàng trong tiếng kinh hô của cô gái phương nguyên vỗ cánh bay lên bay khỏi mặt đất cát dao chỉ cảm thấy tim dâng lên đến cổ họng gió gào thét bên tay nàng có cảm giác mình đang đằng vân giá vụ hai chân chạm vào hư không điều này khiến nàng vô thức ôm lấy cổ phương nguyên một lát sau cô gái thích ứng được mỉm cười dạng rỡ trong lòng phương nguyên thương Sơn âm. Nghĩ không ra ngươi có thể bay. Cha ta có một con cổ đằng vân, lúc nhỏ thường hay mang ta chơi đùa trong không trung, hay, đáng tiếc cổ đằng vân là cổ tứ truyền, không thích hợp cho ta sử dụng, cho dù ta có thể sử dụng, cha ta cũng không cho phép. Sợ ta ngã từ trên không xuống, các dao cảm thán lưỡng không thôi, không khỏi tò mò hỏi, thường sơn âm, cổ phi hành này của ngươi là cổ gì vậy, vì sao từ trước đến nay ta chưa từng thấy, phương nguyên không trả lời, cô gái cũng không cam lòng đây là cổ ưng dực tam chuyển sao độ cao và tốc độ của nó hoàn toàn không khác gì cổ ưng dực nhưng hình như lại không phải phương nguyên thở dài một hơi vấn đề của ngươi nhiều quá thay vì đặt câu hỏi ngươi hãy đem tinh lực của mình dùng cho qua ảnh phía trước đi qua ảnh cô gái kịp phản ứng lại phát hiện đằng trước có ba con quả ảnh đang lặng yên không một tiếng động đến gần qua ảnh to như chim ưng tòa thân đen nhánh khi bay không hề phát ra tiếng động trong thảo nguyên hủ độc mờ tối này lại càng bí ẩn hơn sắc mặt cô gái lập tức tráng bệch giọng nói run lên thường sơn âm thật phi hành của ngươi rốt cuộc đến cỡ nào nếu thật sự không được chúng ta hãy bay đến đồng cỏ để phòng thủ yên tâm đi giọng nói của phương nguyên vẫn bình thản như cũ ta ôm ngươi bằng hai tay không cách nào ra tay được bây giờ phải xem sắn ốc thủy tiền của ngươi có bắn ra chính xác hay không cái gì ta cô gái còn chưa nghe rõ phương nguyên vỗ hai cánh nan nhiên phóng tới ba con qua ảnh phương nguyên dùng hành động thực tế để nói cho các dao biết đáp án Điều này quá điên cuồng, hắn không nghĩ đến việc chạy thoát, ngược lại còn muốn giết cả ba con quả ảnh. Các dao chấn động trong lòng, vội vàng đánh ra hai đạo thủy tiễn, nhưng hai đạo thủy tiễn này, một đạo thì bắt trượt vào không khí, một đạo thì bắn sượt qua cánh của quả ảnh, quá trọng, tiếp nữa. Phương Nguyên lượn vòng một cái, nhanh chóng vũ cánh, một lần nữa phóng đến quả ảnh, cái này, này, đừng liều mạng chứ, nơi này cũng không thể so với mặt đất được, đối phương là quả ảnh đấy. Các dao kêu to hai người ba chim công kích lẫn nhau trên không trung nhanh chóng đến gần cắt dao mở to mắt một coi quả ảnh nhanh chóng giang cánh trong tầm mắt lộ ra móng vuốt sắc bén như đao cương nhìn thấy lợi chảo sắp chạm đến mình cắt dao bị dọa dạ đến lạnh cả người tay dân cứng ngắc không thể động đậy nếu đụng phải ta nhất định sẽ chết trong lúc trong đầu nàng đang có suy nghĩ này phương nguyên bỗng nhiên thu lại hai cánh hạ thấp độ cao sượt qua móng vuốt bằng sắt thép của quả ảnh sau đó hai cánh của hắn bỗng nhiên mở rộng ra sau khi dùng sức vỗ hai cánh một cái hắn chuyển hướng một kích nhanh chóng trên không trung lẻn đến sau lưng quả ảnh bắn nhanh phương nguyên gào to một tiếng các dao kịp phản ứng vô thức chỉ một ngón tay một đạo xoắn ốc thủy tiễn bắn ra kỳ thuật bay của phương nguyên quá cao siêu trực tiếp vọt đến phía sau quả ảnh thần sau lưng của quả ảnh hoàn toàn bại lộ trước các dao sắn ốc thủy tiễn thuận lợi bắn trúng quả ảnh xuyên qua cơ thể ta theo một đường tơ máu quả ảnh lập tức mất mạng như diều đứt dây rơi xuống đất phát ra âm thanh trầm đục thảo nguyên yên lặng được một chút trong nháy mắt mặt đất khẽ chấn động rất nhiều chuột địa thứ thò đầu từ trong hang động ra thi thể con quả ảnh bị mấy con chuột địa thứ xé xác trong nháy mắt còn có mấy phần bị kéo vào trong hang quả ảnh lớn như vậy lại biến mất một cách nhanh chóng chỉ còn một vũng máu trên đồng cỏ và vài miếng nội tạng vụn chương năm trăm bốn cốt chiến xa cát dao nhìn thấy cảnh này không khỏi khẩn trương lên nếu nàng rơi xuống đất nàng tuyệt đối sẽ bị đàn chuột công sát Tích cục thập tử nhất sinh ngươi đang suy nghĩ chuyện gì vậy còn không mau bắn đi Phương nguyên quát lạnh cắt ngang suy nghĩ của cô gái nàng vội vàng ra tay liên tục bắn ra người mũi tên lúc này mới tiêu diệt được hai con quả ảnh hai con quả ảnh rơi xuống mặt đất lập tức bị đàn chuột địa thứ xé rách sạch sẽ các dao nhìn thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh ngươi đúng là kém quá mức còn không tranh thủ thời gian dùng nguyên thạch hồi phục chân nguyên trong âm thanh quát tháo của phương nguyên bên tai các dao vội vàng lấy ra một khối nguyên thạch như vì luống cuống khối nguyên thạch tột ra khỏi tay rơi xuống đất cái tên ngu mốc này xin xin lỗi giọng nói của cô gái mang theo chút nghẹn ngào tập trung tinh thần giữ bình tĩnh phát huy trình độ bình thường của ngươi ra tiếp theo qua ảnh nhất định sẽ không ít ta còn phải dựa vào ngươi đấy phương nguyên nói vâng vâng cắt dao liên tục cợt đầu trong lời khuyên bảo của phương nguyên chậm rãi khôi phục tâm cảnh sau nửa canh giờ phương nguyên ôm cắt dao bình yên rơi xuống mặt đất hai chân cắt dao nhuốm ra sắc mặt tráng bệch chân vừa đặt lên mặt đất đã vội thở dốc một lát sau mới dần dần hồi phục lại trong khoảng thời gian phi hành nàng đã giết chết ít nhất hơn 100 con quả ảnh nhiều lần có cảm giác mình đang bước đi trên làn danh sinh tử không chỉ lập đàn quả ảnh truy sát hơn nữa còn dẫn phát đàn chuột địa thứ công kích thời điểm nguy hiểm không chỉ lúc nhúc quả ảnh trên bầu trời mà bên dưới mặt đất còn bắn lên rất nhiều chuột địa thứ trong đợt vây công phương nguyên không ngừng vỗ cánh bay lượn không ngừng chuyển hướng lượn vòng lao xuống tìm kiếm khả năng từ chỗ không thể mai móc chút hy vọng sống từ trong mưa công kích ta còn sống trong đợt phây công như thế sao đây là suy nghĩ đầu tiên nảy sinh trong đầu cát dao khi hai chân nàng vừa chạm đất sau khi các loại cảm xúc như may mắn được sống lại vui vẻ khó có thể tin nghĩ lại mà sợ tan biến đi biểu hiện của cát dao trở nên phức tạp nhìn phương nguyên đang trị liệu thương thế trên người cho dù cô gái chưa bao giờ trải qua những trận chiến đấu như thế nhưng cũng ý thức được sự lợi hại khi phi hành của phương nguyên nguồn chi cát dao không phải là thiếu nữ thảo nguyên bình thường cha của nàng là tộc trưởng trong cuộc sống trước đây các dao ngư rầm thấm đất tầng mắt thoáng đạt biết được nhiều thứ so với người đồng trang lứa nhiều cơ phi hành của người thanh niên này rất thành thạo và cường đại bên trong cơ thể hùng tráng của hắn là linh hồn phi ưng sao tật phi hành này hoàn toàn có thể sánh với phi điện đông phá không thì tiên tống thanh ngâm thanh bức ô dạ đây chính là thuật phi hành hạng nhất của bác nguyên thường sơn âm thường sơn âm rốt cuộc ngươi là người như thế nào phương nguyên nhanh chóng xử lý tốt thương thế trên người trong thế công như mưa to cho dù thuật phi hành của hắn cao siêu đến đâu cũng có lúc không thể tránh khỏi bị trúng chiêu quan trọng là cổ cốt dược tứ chuyển tờ bác nguyên chỉ tương đương với cổ tam chuyển đồng thời hắn lại ôm thêm một người trong lòng trọng lượng tăng lên ảnh hưởng đến tính linh hoạt nhưng có các dao trợ giúp vẫn lợi nhiều hơn hạn nếu không nhờ nàng ta dùng thủy tiễn thì long giết chết đàn quạ cũng không có thủy giáp của nàng ta phòng ngộ chỉ dựa vào chân nguyên của ta tất nhiên là không đủ dùng phương nguyên suy nghĩ ta là cổ sư nam cương đến bác nguyên tu vi nhất định sẽ phải chịu sự áp chế. Cũng may thời gian càng dài, ta sẽ dần dần dung nhập Bắc nguyên. Tác chế này sẽ càng giảm xuống. Ngươi là vạn vật chi linh, có thể thích ứng hoàn cảnh, dung nhập hoàn cảnh. Đương nhiên, khi phương nguyên đã hoàn toàn dung nhập vào Bắc nguyên. Tu vi hoàn toàn khôi phục, khi trở lại Nam Cương, hắn sẽ phải chịu áp chế lần nữa, phải cân thích ứng vào dung hỏa. Ngươi có thể từ từ hòa nhập vào hoàn cảnh, nhưng cổ trùng thì không thể, cổ trùng Nam Cương sẽ suy yếu. Khi ta thôi động cổ trùng, Tiêu hao Trần Nguyên vẫn giống như lúc trước, nhưng hiệu dụng lại bị giảm xuống, cổ nam cương tứ chuyển, ngược lại không bằng cổ tam truyền Bắc Nguyên, như giết cắt dao. Hắn sẽ có rất ít khả năng lấy được cổ trùng của nàng, chỉ có lợi dụng cắt dao. Khi đó mới có thể phát huy được giá trị lớn nhất của cổ sư tam truyền trung giai, nếu không nhờ cắt dao, ta không có khả năng tiến lên nhanh như vậy, tuy cổ trùng trên người nàng ta khá tốt, ta lại không có khả năng lấy được, số cổ trùng nam cương này, ta nhất định phải đổi đi ngoại trừ cân nhắc phương diện chiến lực, đây cũng chính là sơ hở rất lớn trong việc che giấu hành tung của ta. Vẫn nên đến chiến trường kia thì tốt hơn, Phương Nguyên âm thầm cảm khái một phen, sau đó lấy ra cổ hạo châu, bên trong cổ hạo châu đang phong ấn cổ định tiên du, giống như một mảnh hồ phách trắng ngoãn, ngay trước mặt cắt dao, Phương Nguyên không chút e dè lấy ra cổ long đong. Cổ long đong hình dạng như cánh tằm, toàn thân màu xám, sờ vào có cảm giác nham nhám. Phương Nguyên rót chân nguyên của mình vào, cổ long đong lập tức có cảm giác như sắp vỡ, tạo thành một luồng khói bụi bình thường khói bụi màu xám giống như có linh tính toàn bộ rơi xuống cổ hạo châu cổ hạo châu vốn đang tản ra ánh sáng bị bụi mù bao trùm lập tức trở nên ảm đạm khi tức cổ định tiên du lại càng yếu hơn một bậc năm trăm năm kiếp trước của phương nguyên khi chinh phạt trung châu nhấc lên đợt hỗn chiến ngũ vực một số cổ sư đã chui vào khu vực tác chiến của hắn để che giấu tung tích che giấu khí tức bọn họ đã nghiên cứu ra thủ đoạn này ngươi đang làm cái gì vậy cắt dao ở một bên tò mò hỏi phương nguyên cũng không trả lời cất bảo châu đã ảm đạm vào trong lòng tiếp tục lên đường. hai người không ngừng tiến lên xương độc trong không khí càng lúc càng nhiều màu tím nồng đậm đã bắt đầu ảnh hưởng đến cặp mắt hai người không thể không dừng lại dựa vào cổ trùng để giải trừ số độc còn lại trên người giang rác dưới chân truyền đến tiếng vang giòn giống như dẫm lên một cành cây khô nào đó cắt dao nghi hoặc nhìn xuống sau đó thét lên một tiếng như con thỏ nhanh chóng nhảy về phía sau tại sao chỗ này lại có đầu người giọng nói của nàng run lẩy bẩy bởi vì nơi này vốn là một chiến trường phương nguyên bước đến trước mặt nào cũng không quay đầu lại ngược lại bước chân còn nhanh hơn chiến trường này ngươi chờ ta một chút đừng đi nhanh như vậy các dao đuổi theo sát bước chân phương nguyên nàng càng chạy càng kinh ngạc lúc trước sư độc dày đặc che phủ ánh mắt của nàng bây giờ nàng càng đến gần lại càng nhìn thấy trên đồng cỏ hư thối có rất nhiều xương tráng có người mà cũng có của sói trên mặt đất phủ đầy hố sâu hoặc chiến hào hiển nhiên Ngươi này đã từng phát sinh một cuộc chiến chảm khốc chết nhiều người quá rốt cuộc là ai đã tiến hành cuộc chiến sinh tử ở đây nhưng nhìn hố sâu mọc đầy cỏ độc tích hợp với vết tích khác chiến trường này ít nhất đã có 20 năm lịch sử Cắt dao nhìn sau lưng phương nguyên thấy hắn không ngừng tìm kiếm giống như đang tìm thứ gì đó không khỏi ngộ ra thì ra mục đích thường sơn âm tiến vào thảo nguyên hủ độc là vì chiến trường này rốt cuộc là hắn muốn tìm thứ gì hoàn đã thảo nguyên hủ độc 20 năm trước đúng là đã diễn ra một trận đại chiến. Cha đã từng nói chuyện với người khác, lúc đó ta cũng ở bên cạnh một phần ký ức đột nhiên nhảy ra từ trong đầu cát dao. Khi đó, cát dao còn rất nhỏ, khoảng chừng 4 năm tuổi, cha của nàng mở tiệc chưa đãi một vị khách quý, con dẫn cả nào theo, bên trong đại trướng, ngươi lớn nói đến anh hùng hào kiệt của thảo nguyên, nhắc đến, lần này thường ra đã xuất hiện một nhân vật rồi. Ngươi nói là lang vương sao, không sai, người này chính là cổ sư nô đạo do thường gia đặc biệt bồi dưỡng đan soi trong tay hắn hành động như gió hé công như ngựa lâm thời biến trận tùy tâm sử dụng đúng là một thân tạo nghệ chương 547, thường sơn âm chết một quan trọng hơn hắn làm người chính phái cực kỳ hiếu thuận đối với mẹ già lần này mẹ hắn trung kỳ độc nhất định phải có cổ tiết tẩy của tiết liễu mới có thể giải được hắn không để ý người khác ngăn cản một mình xâm nhập trào nguyên hủ độc hay cũng chính vì vậy lang vương mới mất mạng Đúng vậy, chuyện này từ đầu đến cuối đều là một âm mưu. Là đối thủ một mắt một còn với Lang Vương là các đột cốt tính toán, các đột cốt muốn giết Lang Vương. Nhưng Lang Vương cũng không phải dễ trêu. Giết đám mã phỉ của các đột cốt sạch xanh xanh, loại trừ một mối nguy hại lớn cho Thảo Nguyên, đáng tiếc, anh hùng Lang Vương Thường Sơn Âm này lại mất mạng trên Thảo Nguyên hủ độc, Thường Sơn Âm. Ngươi chính là Lang Vương Thường Sơn Âm. Nhớ đến đây, các dao há to miệng, hai mắt nhìn chằm chằm Phương Nguyên, ngươi cũng biết thường sơn âm sao phương nguyên thản nhiên hỏi lại một câu vẫn không ngừng tìm kiếm cái gì nhưng các dao lại lắc đầu không không đúng cho tính toán nếu thường sơn âm còn sống ông ấy đã bốn năm chục tuổi làm sao còn chảy như ngươi được hơn nữa tướng mạo và khẩu âm của ngươi đều không giống ngươi không phải thường sơn âm ha ta không phải thường sơn âm vậy ta là ai đúng vậy rốt cuộc ngươi là ai tại sao lại đi giả mạo một cổ sư đã chết trong lòng cát dao chỉ toàn là câu hỏi bỗng nhiên hai mắt nàng sáng lên hoàn đã sau khi thường sơn âm chết không bao lâu mẹ của ông ấy cũng độc phát thân vong nhưng ông ấy đã thành hôn lưu lại huyết mạch con của ông ấy đã trưởng thành cũng là nhân kiệt ưu tú chẳng lẽ ngươi chính là con trai của thường sơn âm phương nguyên mỉm cười đang định trả lời bỗng nhiên bên tai truyền đến một âm thanh kỳ quái tâm thanh này giống như bánh xe cũ kỹ đang miền ép mặt đất âm thanh vang lên từ trong đám sương mù xuất hiện một bánh xe xương trắng cực lớn bánh xe cao bằng hai người rộng nửa trượng toàn thân được làm bằng xương trắng mặt bánh xe đều là xương cốt bánh nhọn chính giữa xe là một cái đầu cực lớn hốc mắt đầu lâu đốt lên hai ngọn lửa đỏ ngòm cẩn thận, đây chính là cổ cắp đột cốt ngũ chuyển bạch cốt xa luân phương nguyên vừa mới cảnh báo bánh xe đột nhiên tăng tốc khi thế hùng hổ miền ép lao đến hai người cổ kim long hai tay phương nguyên đẩy ra kim long gào thét hung hăng đánh vào bánh xe bánh xe run rẩy sau đó dễ như trở bàn tay nhìn nát kim long sau đó đánh thẳng đế phương nguyên phương nguyên vội vàng triển khai hai cánh bay lên không trung nhưng bánh xe cũng đột ngột từ dưới đất bay lên cổ kim lũ y phương nguyên thấy trốn không được đành phải lựa chọn ngạnh kháng phịch một tiếng hắn bị đụng bay ra ngoài rơi xuống mặt đất trên người đầy bùn cỏ vèo 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 ba cây xoắn ốc thủy tiễn liên tiếp bắn trúng bánh xe bạch cốt xa lân vừa mới rơi xuống đất bắn lên một mảng bùn đất nó bỏ qua phương nguyên thay đổi phương hướng lao đến cắt dao cắt dao vội vàng thôi động cổ thủy tích cổ thủy giác không ngừng trốn tránh không ngừng đánh trả phương nguyên cũng chạy đến tiến hành trợ giúp đây là một trận chiến gian khổ đối phương là cổ ngũ truyền chủ nhân cáp đột cốt đã dựa vào cổ hạch tâm này mà thành danh sau khi cáp đột cốt chết nó trở thành cổ hoang lấy xương trắng trên chiến trường làm thức ăn thế công bạch cốt xa lân hung hãn sẽ nhìn đối thủ thành bùn máu phương nguyên chịu sự áp chế chiến lực giảm xuống lại không có cổ ngũ truyền nên không cách nào chính diện chống lại bạch cốt sa luân được vốn kế hoạch của hắn là tránh bạch cốt sa luân tìm kiếm di thể của thường sơn âm nhưng bây giờ có các giao phụ trợ bên cạnh hắn lập tức thay đổi kế hoạch lựa chọn chiến đấu chiến mất hai canh giờ dựa vào chiến thuật kiềm chế mà phương nguyên định ra hai người khinh thường trí lực của bạch cốt sa luân không đủ thay phiên nhau mài mòn rốt cuộc cũng đã đánh ngã bạch cốt sa luân phương nguyên đặt hai tay lên phía trên bánh xe ý chí trộn lẫn chân nguyên can quét cùng một chỗ bạch cốt sa luân là cổ ngũ truyền cho dù xuân thu thiền lục chuyển hoặc khí tức của định tiên du cũng không thể trợ giúp phương nguyên luyện hóa nó trong nháy mắt nhưng lúc này bánh xe đã đầy vết rách xít chút nữa tan thành từng mảnh vô cùng thê thảm lần như không còn nguyên vẹn phương nguyên lại có bách nhân hồn tinh thần mười phần ý chí như sắt chân nguyên không ngừng rót vào trải qua một nén nhang cuối cùng cũng thu phục được nó cổ ngũ truyền đã có vào tay phương nguyên rót tinh thần vào thăm dò không khiếu sau khi bạch cốt xa lân tiến vào không khiếu trôi lơ lửng trên mặt biển chân kim chân nguyên dập dình nửa chìm nửa nổi theo sóng không khí vô cùng trầm lặng đương nhiên cô trùng cũng sẽ bị thương tổn hại diệt phong con bạch cốt xa lần này đã sắp vỡ vụn không thể tiếp tục dùng nữa Trước khi ta có thể tìm được cổ cốt trúc kết hợp với cổ ma chơi chữa trị cho nó phương nguyên suy nghĩ trong đầu có rất nhiều cổ trị liệu không phải dùng đối với cơ thể con người có một vài loại cổ ví dụ như cổ lang yên chuyên môn dùng để trị liệu vết thương do sói vây ra trên cơ thể con người lại có một vài loại cổ ví dụ như cổ sinh thiết, dùng để trị liệu vết thương do rết vàng răng cưa gây ra. Kết hợp cổ cốt trúc với cổ ma chơi mới có thể chữa khỏi tổn thương của bạch cốt sa luân, để đó có thể có khả năng tiếp tục tái chiến. Hơn nữa, con cổ bạch cốt sa luân này cũng có danh tiếng rất lớn. Đến từ tay cổ tiên ma đạo bát truyền thầm kiệt ngạo, người này được xưng là ngạo cốt ma quân. Ông ta là người thiên tư trác tuyệt, kinh tài diễm diễm, lúc ông ta tấn chức lên cổ sư lục chuyển, khổ nỗi trong tay không có tiên cổ, nên đã sáng tạo ra một sát chiêu, tên là bạch cốt chiến xa bạch cốt chiến xa là do rất nhiều loại cổ bạch cốt xa lân ngũ truyền hợp thành uy lực cường hãn có thể sánh ngang với cổ tiên lục chuyển dựa vào tư tưởng kỳ lạ tuyệt diệu này thầm kiệt ngạo đã tu luyện đến cảnh giới bát triển sát chiêu bạch cốt chiến xa của ông ta cũng được phát dương quang đại tạo ra sát chiêu lợi hại hơn từ việc kết hợp ba con tiên cổ chiêu này được gọi là bạch cốt chiến trường ông ta đã dùng sát chiêu lợi hại này để tung hoành thế gian giết chết không biết bao nhiêu cổ tiên hung danh của ông ta được tuyên truyền rộng rãi khiến chính đạo cũng bó tay. Hãy, đến bao giờ ta mới có thể tu luyện đến cảnh giới như thế? Năm trăm năm trước, tu vi của Phương Nguyên đã là lục chuyển, chỉ còn một bước nữa là sang thất chuyển. Sau đó, hắn luyện xuân thu thiền, bị chính đạo vây công. Chỉ có thể tự bạo để thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm, mỗi khi nghĩ đến những nhân vật như huyết hải lão tổ, ngạo cốt ma quân, u hồn ma tôn, tâm trí của Phương Nguyên cũng khó nén mê mẩn, đàn ông đương thời. Đáng ra phải như thế, không bị thế tục có bó, tung hoành ngang dọc thấy ai không vừa mắt thì giết tâm ác khi giết vạn vật tâm thiện khi phúc trạch thương sinh linh toàn bộ thiên hạ cho tâm của ta mà động thống trị tất cả đạp dưới chân những kẻ địch phản kháng lại đó mới là tự do tự tại niềm vui lớn của nhân sinh phương nguyên cảm thắn một tiếng sau đó móc cổ hạo châu ra cổ hạo châu đã bị bao phủ hào quang vô cùng ảm đạm khi tức của cổ định tiên du được phong ấn bên trong cũng suy yếu phương nguyên lấy cổ ám đầu ra con cổ này và con cổ long đong có hình dạng gần giống nhau đều có hình như cái kén tằm, toàn thân màu đen sâu thẳm, phương nguyên điều động chân nguyên, kén tằm màu đen động đậy, mấy chục sợi tơ chui ra, linh hoạt như rắn, bám lên cổ Hạo Châu, chỉ trong thời gian ngắn, cổ Hạo Châu đã được bao bọc bởi một kén tằm màu đen, đây là minh châu ám đầu, là thủ đoạn được nghiên cứu ra khi năm khu vực đại chiến, chuyên dùng để che lấp khí tức của cổ trùng, như vậy, khí tức của cổ Định Tiên Du sẽ càng mỏng manh hơn. Dũng sĩ thường sân âm, ngươi muốn phong ấn con bướm ngọc xinh đẹp này à? Các Dao đứng ở một bên, dần dần hiểu được mục đích của Phương Nguyên. Chương 548, Thường Sơn âm chết hai Phương Nguyên mỉm cười thần bí nhìn nàng, cất viên châu đen thuy kia vào lòng. Sau đó, tiếp tục vùi đầu vào việc tìm kiếm trên chiến trường. Mảnh chiến trường này là kết quả của trận đại chiến của Thường Sơn Âm và Cáp Đột Cốt vào hơn 20 năm trước. Thường Sơn Âm là cổ sư tư truyền đỉnh phong, Cáp Đột Cốt thì là cổ sư ngũ truyền sơ giai. Đồng thời lại có một nhóm thuộc hạ lớn, hai người bọn họ vốn là bạn bè nối khố, nhưng họ lại cùng yêu một người con gái cuối cùng cô gái kia lựa chọn thường sơn âm từ đó hình thành thù hận sau đó lại xảy ra đủ loại chuyện thù hận ngày càng sâu sắc hơn cuối cùng chỉ có thể dùng tính mạng và máu tươi của nhau để rửa hận sau khi cắp đột cốt hạ độc mẫu thân của thường sơn âm thường sơn âm vì tình cổ tuyết tẩy thống lĩnh bầy sói xâm nhập vào thảo nguyên hủ độc sau đó thường sơn âm bày mai phục ở chỗ này lúc cắp đột cốt dẫn thao mã tặc sông tới bầy sói từ bốn phương tám hướng vào tới trận quyết chiến sinh tử chàm thiết này đánh đến thiên hồn địa hắc, cuối cùng bầy sói chết hết, mã tặc có chết, có chạy trốn, thường sơn âm nỏ mạnh hết đà, cung cấp được cốt đã hao hết chân nguyên đánh giáp lá cả, tay không đấu vật, hai người đều đánh giết đến đào cả mắt, tận dụng tất cả những thứ có thể dùng được, bọn họ đánh vạn cùng một chỗ, dùng răng cắn, lấy tay móc, dùng hết khí lực của toàn thân, sau đó đồng thời tê liệt ngã xuống đất, gần như không có cả sức lực để thở nữa, hai kẻ thù sống còn này đã từng là bạn bè rất thân khoảng cách giữa hai người chỉ có hai, ba bước chân. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể thở phì phò, trừng mắt với đối phương mà thôi. Bọn họ đều là cổ sư cường đại, một vị là anh hùng hào quang chói mắt, một kẻ là ma đầu có hung danh hiền hách, đều không còn chút sức lực nào. Vào lúc này, bọn họ yếu ớt giống như trẻ con, chỉ cần một con thỏ chạy tới, chặn mũi của bọn họ lại là có thể khiến bọn họ mà thở mà chết. Cứ rằng có như vậy một lát, cắp được cốt bỗng nhiên cười ha hà đứng lên, dù sao, lão ta cũng là cổ xương ngũ truyền, tất nhiên tốc độ khôi phục chân nguyên của lão ta sẽ nhanh hơn một bậc so với thường sơn âm. chân nguyên của gã khôi phục lại đầu tiên, đủ để gã thúc giục kịch độc cốt mâu một lần. nhìn thấy cốt mâu bắn về phía mình, cặp mắt của thường sơn âm trợn tròn. ông ta chợt có một chút khí lực, như kỳ tích xuất hiện trong tuyệt cảnh. dựa vào chút khí lực này, ông ta khó khăn lập nửa thân. nhưng kịch độc cốt mâu ban đầu là nhắm vào đầu ông ta, vẫn đâm chúng vào lồng ngực, đau đớn kịch liệt khiến cho thường sơn âm phải vào thét dựa vào cổ sức mạnh của sói ép tăng sức lực ông ta bày dãy cốt mâu mảnh mai cầm trong tay sau đó kéo lê thân thể từng bước một dịch chuyển đến bên cạnh cáp đột cốt cuối cùng thường sơn âm cầm đầu mâu màu xanh lục cắn vào trong hốc mắt của cáp đột cốt giết chết kẻ tử địch suốt đời của mình thường sơn âm tuy thắng nhưng cốt mâu có kịch độc độc này đã lan ra khắp toàn thân ông ta dựa vào một chút chân nguyên vừa mới khôi phục ông ta thúc giục cổ lăng thai địa táng cổ này dùng 108 con sói cái mang thai không cùng loại để luyện thành chuyên dùng để cứu mạng người, chỉ cần còn hơi thở, sẽ giữ lại được mạng. Thường Xuân Âm dùng con cổ này chui vào trong đất, rơi vào mù sâu, táo dài hơi tàn, khoảng 30 năm sau. Cổ sư tam chuyển mã hồng vận bị bầy sói truy kích tới nơi này, dưới tình cảnh lâm vào tuyệt lộ, vô tình phát hiện Thường Xuân Âm bị chôn dưới đất. Sau khi mã hồng vận cứu giống Thường Xuân Âm, để báo đáp ơn cứu mạng, Thường Sơn Âm không chỉ giúp y đuổi bầy sói đi, mà còn cống hiến sức lực cho y, trở thành một trong bốn đại tướng sau này trong cuộc chiến tranh giành thảo nguyên lập được vô số công lớn một lần hành động đã đưa mã hồng vận có xuất thân nô lệ lên ngai vàng của vương đình cuộc sống mà thường sơn âm trải qua rất nhấp nhô pha đủ rác thái truyền kỳ khi ông ta tái xuất giang hổ, câu chuyện quá khứ của ông ta vẫn lưu truyền rất rộng rãi ở bắc nguyên không phải là điều bí mật sau này dưới sự trợ giúp của mã hồng vận ông ta tu hành đến cảnh giới cổ tiên thất truyền đạt được gian hào thiên lang tướng càng thêm quyền cao chức trọng cuối cùng trong lúc chống lại quân xâm lược Trung Châu, ông ta đã chết trận xa trường. Vì vậy con cháu của ông ta viết chuyện, đó cũng là nguyên do vì sao Phương Nguyên biết được cận kẽ chuyện này như vậy. Ha, tìm được rồi, tìm tòi lâu như vậy, rốt cục cũng có kết quả. Bước chân của Phương Nguyên dừng lại, phát hiện một cái đuôi sói cực lớn trên cỏ. Cái đuôi sói này dính đầy buồn, bị cỏ độc che kín hơn một nửa, gần như không nhìn thấy. Nếu không phải trong lòng Phương Nguyên sớm có mục tiêu, lại tìm tòi tỉ mỉ, cũng khó mà phát hiện được. Trước đây, trên đường chạy trốn mã hồng vận bị vấp vào cái đuôi sói này ti kéo cái nuôi sói này lên cứu sống thường sơn âm cũng cứu chính y cảm xúc của phương nguyên dân trào hắn nắm lấy đuôi sói dùng sức kéo ra tức khắc đất đai trồi lên thân thể một con sói cái to lớn hai mắt nhắm nghiền lông toàn thân màu tím bụng trắng như tuyết được kéo lên hình thể của nó to lớn cho dù nó làm cũng cao bằng một người cắt vào vội vã chạy tới vẻ mặt lạc nhiên đây là loại sói gì thế sao lại to như vậy tai cha hình như là sói cái ngươi xem bụng của nó to như vậy chắc chắn là mang thai đây không phải là sói mà là một loại cổ phương nguyên vừa nói vừa lấy ra dao găm sắc bén từ trong cổ nâng ly cạn chén hắn cắm dao vào bụng con sói sau đó dùng lực rạch một đường dài tức thì bụng sói bị mở ra một lượng nước ối lớn và máu loãng từ miệng vết thương phun ra ngoài làm ướt đẫm nửa thân dưới của phương nguyên các dao thấy tình thế không ổn nhanh chóng nhảy lên lùi về phía sau tránh khỏi bị dính sau đó nàng ta giật mình há to mùng kêu lên sao trong thai của sói lại là một người cùng nước ối chảy ra là một người đó chính là thử sơn âm hai mắt ông ta nhắm nghiền toàn thân đầy vết thương nhất là lồng ngực của ông ta bị cắm nửa đoạn cốt mâu toàn thân ông ta ớt đẫm nước ối vẻ mặt thống khổ da hiện lên màu xanh lục phương nguyên nhanh chóng ngồi sổ xuống sau đó đưa hai tay ra giống như đang xem thương tích của thường sơn âm thực ra hắn đang âm trầm sờ cổ thường sơn âm Người anh hùng hào kiệt thường sơn âm đáng thương này thành công giết kẻ thù cũ, lại dựa vào cổ trùng kéo dài tính mạng hơn 20 năm, chỉ cần đợi khoảng 10 năm nữa, sẽ có quân chủ mệnh chung chú định tới giải cứu ông ta. Nhưng bây giờ, phương nguyên chen chân vào, giết chết nhân vật phong vân. Đại danh đỉnh đỉnh thiên lang tướng, cổ tiên thất truyền tương lai này, thường sơn âm vốn đang hấp hối, không còn chút ý thức nào. Chứ đừng nói đến phòng bị, chỉ còn lại một hơi thở yếu ớt, lúc phương nguyên giết chết ông ta thân thể ông ta cũng không động đậy một chút nào. Không cần nói tới dùng ý niệm để cổ trùng tự bạo, Phương Nguyên đưa tinh thần vào thăm dò không khiếu của ông ta, lập tức phát hiện có mấy con cổ hơi thở của rùa trong đó, cổ hơi thở của rùa chính là cổ tích chữ, lần giống với cổ Hạo Châu, đều dùng để phong ấn cổ trùng, trước khi thường dân âm bước vào trong bụng sói, để phòng ngừa cổ trùng trong cơ thể chết đói, liền phong ấn chúng nó trong từng con cổ hơi thở của rùa, những con cổ tứ chuyển này hình dáng giống tảng đá, to hơn nắm tay một chút, bề ngoài tảng đá đầy hoa văn, khiến người ta liên tưởng đến mai rùa đen. Một kia khí tức của dân thu thiền tàn ra, Phương Nguyên lập tức luyện hóa đám cổ hơi thở của rùa này, hắn đem toàn bộ cổ hơi thở của rùa ra, dưới ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm của các dao, lần lực bóp nát, lộ ra cổ trùng bên trong. Tổng cộng 8 con cổ trùng, đều là cổ trùng nô đạo, bọn chúng đều là cổ quý hiếm tứ chuyển. Chương 549, cổ da người trong đó, thậm chí còn có loại con quý hiếm hơn cổ trùng ngũ chuyển bình thường. Thường sơn âm phối hợp tỉ mỉ, Dựa vào bộ cổ trùng này tung hoành Bắc Nguyên, tạo ra danh tiếng lẫy lừng, hơn nữa còn dùng cổ này giết kẻ địch lớn ngũ truyền, nhiều xuân thu thiền, Phương Nguyên biến tất cả thành của mình. Từ bây giờ, mình đã có một bộ cổ hoàn hảo, cổ tứ truyền có nguồn gốc từ chính đất Bắc Nguyên. Khóe miệng của hắn hiện lên ý cười. Lấy cổ trùng không phải là toàn bộ mục đích của Phương Nguyên, sau khi thả tất cả cổ trùng vào trong không khiếu, Phương Nguyên nhìn về phía thi thể của Thường Sơn Âm, hắn bắt đầu sử dụng cổ trùng giải độc cho thi thể, không phải ông ta đã chết rồi à? Sắc mặt Cắt Dao cổ quái hỏi, "Giải độc cho người sống đã đành, tại sao phải giải độc cho người chết?" Phương Nguyên không trả lời nàng ta, mà yêu cầu, "Ngươi đừng chỉ biết đứng nhìn, dùng cổ trạc tẩy của ngươi đến giúp ta một tay đi." Dưới sự thay phiên nhau làm việc của Phương Nguyên và Cắt Dao. Độc tố trong thi thể Thường Sơn Âm dần dần được giải, "Lẽ nào? Ông ta là Thường Sơn Âm? Ông ta là cha của ngươi sao?" Cắt Dao như hiểu ra, nhìn về phía Phương Nguyên bằng ánh mắt dò xét, nhưng nàng ta lại phủ nhận ngay lập tức, "Không đúng." con trai của thường sơn âm là người bản địa của bắc nguyên nhìn hình dáng của ngươi chắc chắn ngươi là người từ bên ngoài tới phương nguyên hừ lạnh một tiếng mặt không chút thay đổi ta nói rồi ta chính là thường sơn âm theo sự tư tán của chất độc màu xanh lục cũng dần biến mất trên da của thường sơn âm trở lại màu da vốn có phương nguyên thấy thời khắc quan trọng đã đến liền bảo thiếu nữ lui qua một bên lột sạch quần áo của thường sơn âm sau đó dùng nước tắm cho sạch sẽ ngươi ngươi muốn mang thi thể của ông ta về sao các dao suy đoán nhưng ngay sau đó động tác của phương nguyên lập tức phủ định suy đoán của nàng ta thiếu nữ chỉ thấy phương nguyên lấy ra một tổ kiến đen từ trong không khiếu phương nguyên điều động chân nguyên lập tức đàn kiến đen bung ra như vỡ tổ rơi xuống thi thể trắng bệch của thường sơn âm bắt đầu dạm nhấm đám kiến đen hôi này bò ra khắp toàn thân thường sơn âm ăn toàn bộ da của ông ta chỉ còn lại một thi thể đầy máu và thịt lộ ra ngoài thi thể đã biến đổi hoàn toàn chứng kiến cảnh này các dao cảm thấy buồn nôn suýt chút nữa thì nôn hết ra ngoài phương nguyên tập hợp lũ kiến lại sau đó lấy ra một hạt giống gieo trên mặt đất theo chân nguyên mà hắn rót vào hạt giống nảy mầm với tốc độ mà mắt thường cũng thấy được trở thành một đóa hoa diễn lệ đóa hoa nở rộng tại trung tâm của đóa hoa có một màng thịt rất dày màu máu vô cùng quỷ dị giống như miệng của con người xung quanh viền ngoài của từng cánh hoa có một hàng răng cưa nhỏ dài đàn kiến đen xếp thành một hàng leo lên đóa hoa bò vào trung tâm của đóa hoa một lần nữa đóa hoa khép kín lại răng cưa ở bên trong xoay tròn một cách điên cuồng ma sát với nhau toàn bộ đóa hoa đều run rẩy phát ra tiếng vù 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 phương nguyên lại lấy ra một con cổ nữa các dao còn chưa kịp thấy rõ ràng con cổ này đã biến thành một ngọn lửa màu sắc sọc sỡ bám vào đóa hoa quỷ dị đáng sợ kia đóa hoa bị ngọn lửa thiêu cháy vặn vẹo điên cuồng phát ra tiếng kêu à ô thay thế tiếng kêu thay thế này chói tai như vậy đến nỗi các dao không thể không thối lui mấy chục bước hai tay bịt lỗ tai chuyện đã đến nước này tiêu nữ cũng thấy có điều gì đó không thích hợp cho lắm thủ đoạn kỳ quỷ như thế lộ ra khí tức ma đạo âm trầm sắc mặt cát dao tái nhật nhìn phương nguyên mặt hắn vẫn không hề đổi sắc đứng im tại chỗ hai mắt sáng bừng nhìn chằm chằm nụ hoa dưới chân ngửa đột nhiên hai mắt phương nguyên bùng lên thần quang sau đó quát một tiếng trên tán hoa dần dần mở ra một cái khe nhỏ hấp thu toàn bộ ngọn lửa màu sắc sặc sỡ sau đó toàn bộ nụ hoa chợt nổ tung một con cổ bay ra Màu sắc của con cổ sọc sỡ này không ngừng biến ảo, khi thì vàng xanh, khi thì đỏ tím, như dương như khói, lơ lửng phất phơ trên không trung. Rốt cục đã luyện thành cổ da người rồi. Phương Nguyên thấy vậy, thở một hơi dài nhẹ nhõng, sau đó lấy một con dao găm sạch sẽ từ trong cổ nâng ly cạn chén ra. Cảnh tiếp theo có vẻ đẫm máu một chút, ngươi có thể nhắm mắt lại, tay hắn cầm dao vang, nói trước với cát dao một câu, hơi thở của cát dao hơi gấp một chút, dùng ánh mắt kinh nhi nhìn chằm chằm Phương Nguyên, không nói gì. Một khác dao đồng tử của cô gái đột nhiên rụt lại hai tay che miệng cũng không che giấu được tiếng kinh hô của nàng ta dưới ánh mắt hoảng sợ của nàng ta phương nguyên dùng dao găm nhẹ nhàng cứa vào lồng ngực của hắn một tiếng xoạt vang lên hắn trực tiếp giật từ cổ đến bụng nhưng cổ quái là máu của hắn không chảy ra ngoài từ vết giật, do dùng cổ cầm máu đã chuẩn bị từ trước sau đó phương nguyên đem dao găm rạch một vòng thân thể tiếp theo hắn giơ tay lột toàn bộ da vùng ngực của hắn ra cô gái chứng kiến cảnh tượng này vô cùng sợ hãi không kỳ nổi liên tục lùi lại phía sau mấy bước sợ đến mức khuôn mặt tái nhật như tờ giấy phương nguyên hung hăng cắn chặt răng điều động tâm niệm làn khói sặc sỡ giữa không trung liền trôi đến bao bọc lồng ngực của hắn xì 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 âm thanh quỷ dị nhẹ vang lên cần cơ thể đầy máu và thịt của phương nguyên được bao trùm bởi một lớp da mới nhưng kỳ quái là lớp da này mới sinh ra nhưng không mềm mại như da trẻ con mà nợt nhạt rắn chắc như da người trưởng thành sau đó phương nguyên lại lặp lại quá trình trước lột toàn bộ da tay chân, lại sinh ra da mới. Cái này, chẳng lẽ là các dao dần dần hiểu chuyện gì đang xảy ra? Cả kinh ngạnh họng nhìn chân chối, lột da sau lưng có chút phiền phức. Phương Nguyên mất khá nhiều thời gian mới hoàn thành. Cuối cùng, tới phần quan trọng nhất là da mặt. Phương Nguyên dừng lại, tạm thời nghỉ ngơi một chút. Lúc này mới dơ dao vâm lên, đem mũi dao hướng đến mí mắt. Các dao cảm thấy toàn thân run rẩy, nhưng hai tay của Phương Nguyên lại vững như sắt. Mỗi một động tác đều cẩn thận tỉ mỉ. Trước tiên, hắn cắt bỏ mí mắt tiếp theo là viên mắt Mũi dao dạch đến cạnh tai rồi theo gò má rạch đến cằm rạch qua cằm đến bên mặt kia cuối cùng lượn quanh thành một phòng hoàn chỉnh sau đó các dao thấy phương nguyên lột ra mặt ra. trong lòng nàng ta kinh sợ chấn động cảm thấy hai chân mềm nhũn làn khói sặc sỡ lại trôi đến giúp da mặt hắn tái sinh ra mới tiếp theo phương nguyên lột da giấy sau hai tai da đầu đổi toàn bộ thành da mới khi hắn quay mặt lại đối diện với các dao hắn đã hoàn toàn biến thành người khác, trở thành bộ dáng của Thường Sơn Âm. Ta nói rồi, ta chính là Thường Sơn Âm. Hắn nói rất bình thản các dao nhìn về phía Phương Nguyên với vẻ khó có thể tin được. Giọng nói vừa rồi của Phương Nguyên đúng là giọng bản địa của Bác Nguyên. Tất nhiên. Phương Nguyên nói được giọng Bác Nguyên. Chỉ là lúc trước không nói mà thôi. Ngươi, ngươi. Tay nàng ta chỉ vào Phương Nguyên, thân thể run rẩy kịch liệt, mặt cắt không còn giọt máu, tinh thần tràn đầy hoảng sợ. Trong lòng Phương Nguyên cười khinh bỉ, cơ thể con người như túi da, chẳng qua là thay đổi một lớp da mà thôi. Lạc nhiên như vậy làm gì, nếu chỉ để ý xấu đẹp, đều là thứ nông cạn bạc nhược. Đổi lại ở trái đất, sức người vô tận, con đường làm tiên bị cắt đứt thì cũng thôi. Trên thế giới này, chỉ có bất tử mới đáng giá thơ đổi nhất. Cổ da người là bí phương mà các cổ sư mấy trong năm sau nghiên cứu ra. Trong thời gian năm khu vực hỗn chiến, nó giúp cổ sư có thể ngụy trang thành người khác, diện mạo giống nhau như đúc. Rất nhiều cổ sư Trung Châu dùng cổ da người thâm nhập vào đại bản danh của kẻ địch, bí mật ám sát phá hoại một kích trang trợn giúp ích lớn cho thế công của trung châu khiến cho lòng người bốn khu vực khác bàng hoàng hoài nghi lẫn nhau phương nguyên đứng tại chỗ đem hai tay chậm rãi giơ lên trước mắt của mình không hề để ý đến thiếu nữ xinh đẹp đang sợ mất mật chương 550, cổ tích tẩy một bây giờ đôi tay này đã hoàn toàn thay đổi mỗi một dấu vân tay dấu vết trên tay đều giống thường âm sơ như đúc tiếp đến hắn tự sơ sờ, sờ ngực của mình ban đầu lồng ngực của hắn nhãn bóng bằng phẳng nhưng nay lại có lông ngực từ ít hầu kéo dài đến háng hắn sơ sơ mặt mình cảm nhận đầu tiên là sống mũi thẳng của người bắc nguyên sau đó là khuôn mặt sần sùi hắn lấy cái hương ra soi một chút mặt của hắn đã hoàn toàn là khuôn mặt của thường sơn âm thậm chí tóc mọc ra cũng biến nổi giống ông ta ngay cả tóc bạc pha xương ở hai bên tóc mai cũng giống nhau như đúc nguyên liệu chính để luyện cổ da người chính là da người trên thực tế nó có thể cải tạo tất cả các vị trí không chỉ da mà còn ngùng mau của đồng tử, không xương. Thậm chí ngay cả vết thương cũ nhiều năm cũng giống như đúc, các dao nhìn Phương Nguyên hiện tại, quả thực giống như thấy một người chết sống lại. Ngươi, ngươi rốt cuộc ai? Nàng ta nhìn chằm chằm Phương Nguyên, trong ánh mắt đầy cảnh giác và đề phòng, Phương Nguyên cười cười, ôn hòa nói. Ta đã nói rồi, ta chính là Thường Sơn Âm, ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Ta tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình vừa rồi, ngươi thực chất là một kẻ từ bên ngoài tới, ngươi đừng dùng giọng bác nguyên bọn ta để nói chuyện. Cô gái hét gầm lên, lần như không chịu được nữa. Vẻ mặt mơ hồ điên cuồng, ánh mắt của Phương Nguyên sáng quát nhìn chằm chằm nàng ta, khuôn mặt hiện lên vẻ thương hại, hắn cảm khái thở dài một hơi nói, "Tiểu cô nương, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý, ta thực sự là thường sơn âm, bắt đầu từ khi lập mặt cũng không lừa ngươi. Vậy ngươi giải thích thế nào về chuyện vừa xảy ra?" cô gái chất vấn. Phương Nguyên hơi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua thiếu nữ, xa xăm nhìn về hướng chân trời, ánh mắt của hắn như mây khói dùng giọng hồi tưởng lại chuyện cũ tiểu cô nương ngươi đã từng nghe nói đến linh hồn đoạt xá chưa linh hồn đoạt xá cắt dao hơi sững sờ ánh mắt thấp thoáng vẻ không chắc giọng nói hơi do dự ngươi nói là linh hồn đoạt xa sao Giọng nói phương nguyên trầm chậm, chậm thái độ ôn hòa giải thích xen ra ngươi đã từng nghe qua đúng vậy ta sắp chết lại không có ai cứu không thể làm gì khác hơn là đưa ra hạ sách này linh hồn trốn ra thời tiết ở thảo nguyên hủ độc u ám quanh năm mãi không thấy mặt trời vì vậy hồn phách có thể tự do du đãng ở chỗ này, ta du đãng đã hơn 20 năm rồi. Lúc này mới tìm được cơ hội, đoạt xá của một cổ sư từ bên ngoài tới, khi ta dựa vào cổ trùng để truyền rời, liên trùng hợp gặp người. Là như vậy sao? Thật sự là như vậy ư? Ha ha ha! Ta muốn gây bất lợi cho người. Đã sớm động sát thủ, cần gì cho ngươi đi theo? Còn chỉ bảo ngươi chiến đấu như thế nào? Mặc dù nói như vậy nếu như ta phòng bị ngươi, căn bản sẽ không cho ngươi thấy mấy chuyện này ngươi là người bác nguyên ta đường đường là thường sơn âm sẽ không xấu xa đê đế tiện đến mức hạ thủ với bé váy như ngươi vì sao hơn 20 năm ta mới thành công đoạt xá bởi ta không muốn vì bản thân mình mà tàn sát người bác nguyên tiểu cô nương ngươi không phải sẽ vì một người từ bên ngoài tới mà động thủ với ta chứ nụ cười của phương nguyên như ánh mặt trời giọng nói chính nghĩa lẫm liệt Cắt dao cũng dần buông lỏng đề phòng lời ngươi nói hình như cũng có chút đạo lý nếu ngươi là thường sơn âm thật ngươi chính là đại anh hùng của bác nguyên chúng ta đương nhiên ta sẽ không vì một người ngoài mà làm khó ngươi nhưng ngươi làm thế nào để chứng minh được thân phận đây phương nguyên cười nhạt vẻ mặt hơi biến đổi biểu hiện vừa vặn phù hợp với ngạo khí của cao thủ tiền bố và thường sân âm đi không đổi tên ngồi không đổi họ ta chính là ta không cần chứng minh chính mình tiểu cô nương bây giờ ngươi muốn đi ta tiệc không ngăn cản ngươi chiêu lặt mềm buộc chặt này của phương nguyên thành công làm dao động hoài nghi của các dao trong lòng nàng ta sinh ra sự phân vân lớn phương nguyên rèn sắt khi còn nóng sao tiểu cô nương tâm đề phòng người cũng không thể thiếu điều này ngươi làm đúng nhưng ngươi ngẫm lại xem dọc đường đi ta có cơ hội giết ngươi bao nhiêu lần không đề cập đến những lúc khác lúc phi hành trên không trung ta chỉ cần buông nhẹ hai tay ngươi liền rơi vào giữa đàn chuột gai đất tuyệt đối thập tử vô sinh chết chắc ta có làm như vậy không gặp nhau là có duyên ngươi đã có dũng khí đảo hôn vì sao lại không có dũng khí đối mặt với ta Dân sát khi còn nóng ở đây ý chỉ phải tranh thủ tác động thêm khi đối phương đang dao động cắt dao im lặng phương nguyên sát ngôn quan sắc sao trong lòng biết thời cơ đã đến liền bổ sung thêm một câu đi theo ta đi ngươi còn nhỏ một thân một mình ở sâu trong thảo nguyên hủ độc cũng không an toàn trước đây ngươi đã nói với ta ngươi muốn tìm cây liễu tuyết mà ngươi muốn bắt cổ tuyết tẩy trên cây liễu tuyết mang về bộ tộc lập được công lớn nhằm triệt tiêu mối hôn sự này sao nói thật kế này không thực tế cho lắng một hai con cổ tuyết tẩy không thể thay đổi được cục diện đâu sát muôn quan sát đàn y khoa lời nói và sắc mặt đúng lúc ta cũng cần cổ tuyết tẩy trước tiên ta sẽ mang theo ngươi đi tìm cây liễu tuyết bắt được cổ tuyết tẩy sau đó ta sẽ cùng ngươi về nhà Tiếp phục phụ thân của ngươi ngươi thấy thế nào thật sao tức khạc hai mắt cắt vào sáng lên cha ta nói rằng ngài là đại anh hùng ông ấy vô cùng tôn sùng ngài cha ta nhất định sẽ nghe tha lời của ngài nhưng ngài còn cần cổ tuyết tẩy làm gì vậy mẹ của ngài đã qua đời từ lâu rồi ai giọng nói của phương nguyên buồn bã ngài mặt thì cô đơn hắn cúi đầu xuống sau đó cười cay đắng dĩ nhiên ta biết mẹ ta đã bị độc phát mà chết từ 20 năm trước ta không kịp thời tìm được cổ tuyết tẩy mang về là ta bắt hiếu ngươi biết không hơn 20 năm qua cổ tuyết tẩy đã trở thành chấp niệm của ta ta phải bắt được một con sau đó quỳ trước mộ của mẫu thân sám hối với bà ấy nói xong nước mắt của phương nguyên liên chảy xuống cô gái thấy nước mắt của phương nguyên hoàn toàn tin lời nói dối của hắn nàng ta khó tránh khỏi đau lòng theo khuyên lơn tin bối thường sơn âm đó không phải lỗi của mày tất cả đều do tên cáp đột cốt chết tiệt kia gây ra thôi đừng nói nữa chúng ta đi thôi phương nguyên khoát tay đi về phía trước xin lỗi ta nói sai rồi ta cũng không nên hoài nghi ngài các vào cảm thấy áy náy mức nhanh vài bước đuổi theo phương nguyên nói lời xin lỗi Phương Nguyên nói hai câu trấn an thiếu nữ, thành công khiến cảm giác áy náy của Cát Dao càng sâu sắc hơn, hai người tiếp tục đi sâu vào Thảo Nguyên Hủ Độc, khói đập màu tím càng ngày càng dày đặc, ngay cả loại dã thú chịu được độc như sói dâu độc cũng xuất hiện rất ít, đi tiếp hai, 300 dặm nữa, Phương Nguyên và Cát Dao phải liên tục thôi động cổ trùng giải độc, 5 600 dặm tiếp theo, khói đập màu tím càng dày đặc hơn, lần như đạt đến tình trạng giơ tay không thấy năm ngón, dưới tình cảnh như vậy, của các mão đao vụ tức đã không còn hiệu quả nữa có điều phương nguyên đã có chuẩn bị từ trước nên vẫn có thể điều tra khoảng cách mấy nghìn bước chung quanh tiên bối thường sơn âm hay là chúng ta trở về đi hoặc là đổi một phương hướng khác có khi lại tình cờ tìm thấy cây liễu tuyết đó nếu tiếp tục đi sâu vào trong sợ rằng mặt cát dao hiện lên sắc tím sắc không chịu đựng nổi rồi nhưng phương nguyên lắc đầu cư tuyệt đề nghị này tiên trì đi về phía trước cô gái không biết nhưng phương nguyên lại biết cây liễu tuyết là loại cây sinh trưởng ở nơi có kịch độc mà thảo nguyên hủ độc này cũng có lai lịch lớn ở nơi sâu nhất của thảo nguyên hủ độc có một phúc địa Của tiên thất truyền từ yên nhiên sống ở trong đó được xưng là nư tử bò cạp trong phúc địa của bà ta trồng vô số cỏ độc rất nhiều đầm độc thối có rất nhiều thú độc sinh sống trong đó tạo ra một lượng lớn cổ độc chương 551, Của tức tẩy hai độc tính của những độc vật này cộng lại rất mãnh liệt thậm chí ngay cả phúc địa cũng không chịu nổi vì vậy cách vài năm cửa của phúc địa sẽ mở ra phát tán bớt độc tố trong phúc địa ra ngoài những khí độc này thân lớn biến thành khói độc màu tím trong thảo nguyên hủ độc một ít sinh vật tầng thấp nhất trong phúc địa sẽ nhân cơ hội này trốn ra ngoài vì vậy trên thảo nguyên hủ độc mới có nhiều sói dâu độc đến vậy sau nhiều năm tháng hoàn cảnh chung quanh phúc địa tử độc đã xảy ra biến hóa long trời lở đất mây đen bao phủ quanh năm không thấy ánh mặt trời khói tím lượn lờ độc hại sinh linh mọc ra rất nhiều cỏ độc trên mặt đất hỗn loạn bầy sói dâu độc hoàn hành có thể nói mảnh thảo nguyên này là cấm khu của sinh mệnh được người phàm kính sợ gọi là thảo nguyên hủ độc trung tâm của thảo nguyên hủ độc là phúc địa tử độc mà nơi phương nguyên hiện đang đứng là giữa thảo nguyên hủ độc ở sâu bên trong thảo nguyên hủ độc khói độc tích tụ quanh năm cây liễu tuyết mọc rất nhiều trong lòng phương nguyên biết rất rõ dựa theo tốc bộ này chỉ cần kiên trì một chút nữa tiếp tục đi về phía trước nhất định có thể nhìn thấy cây liễu tuyết quả nhiên như hắn sở liệu hai người tiếp tục đi khoảng mấy trăm bước phương nguyên phát hiện một cây liễu tuyết cây liễu tuyết cao tới hai trượng cành lá rậm rạc thân cây đen nhánh như mực hàng trăm nghìn cành liễu trắng ngã như tuyết rủ xuống kết hợp với làn khói tím trong vô cùng cao quý thanh khiết phương nguyên đưa các dao tới trước cây liễu tuyết cô gái vui vẻ hô lên một tiếng hai người bắt đầu xem xét tỉ mỉ các phiến lá trên cành liễu chỉ một lát sau Các dao liền phát hiện một phiến lá đã thành cổ đây chính là cổ tuyết tẩy cổ trùng tứ chuyển vô giá cổ tuyết tẩy có khả năng giải độc rất nổi danh được cổ sư khắp bắc nguyên công nhận hai người tìm nửa ngày tìm tổng cộng được ba con cổ tuyết tẩy phương nguyên chỉ lấy một con còn hai con còn lại đều đưa cho cắt dao khiến nàng ta âm trầm cảm kích cất cổ tuyết tẩy đi phương nguyên lại lấy từ trong ngực ra viên trong màu đen cổ định tiên du bị phong ấn bên trong lúc này đang lặng yên tảng ra một chút khí tức của tiên cổ loại khí tức này một hồi lâu cũng không tiêu tan rất dễ dàng bị cổ tiên phát hiện đến lúc rồi phương nguyên tâm niệm vừa động gọi ra một con cổ trong không khiếu lúc này hắn rót chân nguyên vào con cổ liền biến thành một cái tủ sắt màu đỏ sẫm hóa chặt viên trong màu đen ở bên trong tức khắc cỗ khí tức tiên cổ kia biến mất không còn một chút khí tức nào tàn ra ngoài nữa đây là cổ thiết quỹ mà phương nguyên thu được khi còn trên núi tam sa nó là cổ trùng đặc thù của thiết gia phương nguyên cõng tù sắc cùng các dao men thật đường cũ trở về đi khoảng hai ba trăm dặm phương nguyên dừng lại lấy cổ địa tạng hoa vương ra đen tủ sắt để vào giữa đá hoa sau đó trồng số sâu trong lòng đất con cổ này cao đến ngũ truyền phương nguyên rất cực khổ mới trồng được chân nguyên của hắn không đủ dùng vì vậy không thể làm gì hơn là vừa hấp thu nguyên thạch vừa chậm rãi rót chân nguyên hắn phải mất ước chừng hơn hai canh giờ mới trồng thành công lúc phương nguyên ở núi thanh mao từng mở di tàng của hoa tử hành già trong di tàng của người này chôn là cổ địa tạng hoa cổ trùng tàng hạ cổ địa tạng hoa chỉ là cổ nhị chuyển thăng cấp liên tục mới thành cổ địa tạng hoa vương ngũ chuyển lúc địa tạng hoa vương hoàn toàn nở rộng lớn gấp 10 lần so với địa tạng hoa cánh hoa lớn màu vàng rộng mềm mại như tơ lộ giữa đá hoa chính là dịch hoa màu vàng rộng nhưng khi nụ hoa của địa tạng hoa vương hoàn toàn khép lại kích thước của nó còn nhỏ hơn so với nắm tay của con nít nó hoàn toàn chui sâu xuống đất không lộ chút khí tức nào phương nguyên trồng xong địa tạng hoa vương liền cẩn thận hủy tất cả những dấu vết có liên quan trên mặt đất đến lúc này mới tính là hắn thực sự giấu kín cổ định tiên du không khiếu của phương nguyên không thể chứa cổ định tiên du vì vậy hắn chỉ có thể dùng hạ sách này chôn tiên cổ xuống đất sau này mới lấy ra dùng ai mà nghĩ được rằng ở nơi trảo nguyên mịch mờ này lại chôn một con tiên cổ cực kỳ quý hiếm, chẳng qua cũng có sơ hở, chính là khí tức của tiên cổ tàn ra ở dọc đường, những khí tức này tồn tại rất lâu mà không tan, có thể sẽ thu hút cổ tiên, vì vậy dọc đường đi, Phương Nguyên phải gián đoạn phong ấn tiên cổ, tránh bị cổ tiên tìm đến. Chẳng qua, khả năng xảy ra trường hợp này cũng không lớn, Trước khi cổ tiên đó có tiên cổ chám thính và con cổ này có thể điều tra xuyên qua mặt đất, thăm dò được sâu mấy trăm dặm trong lòng đất nếu như thực sự có một vị cổ tiên phát hiện ra định tiên du và cướp đi phương nguyên cũng chỉ có thể chấp nhận rằng mình xui xẻo cho dù như vậy phương nguyên cũng sẽ không đem định tiên du theo người hắn vẫn cảm thấy tính mạng của mình quý giá hơn tiên cổ sau khi chua địa tạng hoa vương hai người lại tiếp tục lên đường trở về đến chiến trường lúc trước phương nguyên liền thay đổi phương hướng không trở về bằng đường cũ nữa mà dựa vào cổ quy tâm của các dao tìm một hướng đi khác con đường trở về cũng không thuận lợi phương nguyên và các dao liên tiếp bị bầy sói tấn công trong đó có ba bốn lần Vạc phải bầy sói ngàn con, Phương Nguyên không có cách nào khác, phải ôm cát dao bay lên trời để tránh nạn. Hai người hữu kinh vô hiểm chạy được ra phía ngoài của Thảo Nguyên hủ Độc. Lúc này tần suất vạc phải nguy hiểm cũng ít đi nhiều, hữu kinh vô hiểm, có kinh sợ như không có nguy hiểm. Trước mắt, một bầy khoảng trăm con sói dâu độc nhau về phía Phương Nguyên và cát dao. Phương Nguyên cười sang sảng, không sợ hãi mà còn lấy làm mừng, vỗ cánh bay lên trời, nhìn từ trên cao xuống, chỉ xuống bầy sói của Ngự Lang, nghi một con củ ngự lang nhị chuyển hóa thành một làn khói màu lam bay xuống bao bọc lang vương của bầy sói lại lang vương dãy dụ kịch liệt y phản kháng mãnh liệt truyền đến hồn phách của phương nguyên nhưng đối đầu với bách nhân hồn của phương nguyên nó nhanh chóng bị đánh bại nao ô nao ô tiếng sói hú khi phương nguyên hạ xuống bãi cỏ con lang vương này vẫy đuôi chạy quanh chân hắn giống như một con chó nhỏ dưới mệnh lệnh của nó bầy sói vẫn không núp nhích chút nào trở thành tay sai của phương nguyên đây đã là bầy sói thứ hai mà phương nguyên thu phục được cứ tiếp tục như vậy dọc theo đường đi thực lực trong tay phương nguyên càng ngày càng lớn mạnh bầy sói cũng càng ngày càng đông hơn trong lúc vô tình tình cảnh bôn ba trốn chạy lúc trước đã biến thành nhàn nhã, nhã tản bộ ở ngoại ô sau khi bầy sói trong tay phương nguyên lên đến hai con trong đó có bốn con lang vương thì thảo nguyên hủ độc cũng không còn gì đáng sợ nữa đã có thực lực đảm bảo sự yên ổn phương nguyên bắt đầu xử lý những cổ trùng nam cương trên người tính tình của người bắc nguyên rất bài xích người ngoài nên với diện mạo trước kia của hắn đi đến đâu cũng sẽ bị bài xích và cảnh giác không tiện hành động những cổ trùng nam cương này cũng là sơ hở lớn có thể làm lộ thân phận của hắn Vương nguyên trời sinh có tính cẩn thận hắn tuyệt đối không cho phép những sơ hở như vậy tồn tại vì vậy tất cả cổ trùng không phải cổ trùng bác nguyên trên người hắn đều bị xử lý hết buổi tối ở thảo nguyên hủ độc minh mông bắt nát này càng tối tăm hơn gió gào thét bên tay tiếng sói chu từ xa xa chuyển đến giống như tiếng u hồn khóc tờ trên cỏ đống lửa đang cháy kêu tanh tách cắt dao xích lại lần đống lửa vân dần tư trừ hơi lạnh trên người trên đống lửa có đặt một chiếc nồi mùi thơm của canh thịt trong nồi đang tỏa ra bốn phía các dao nuốt một ngụm nước miếng dường như cảm thấy đói hơn một chút cuối cùng nàng ta nuốt thêm một ngụm nước miếng nữa sau đó hỏi phương nguyên tiền bối thường sơn âm nồi canh thịt này đã ăn được chưa chương 552, thường sơn âm làm chồng của ta đi phương nguyên ngồi đối diện cô gái giữa hai người chỉ cách một đống lửa đừng vội thịt vừa mới cho vào nồi thôi cần chờ nước sôi sau đó đu sôi một lúc nữa đến khi thác miếng thịt trong nồi chín nhừ ăn mới ngon phương nguyên vừa lấy cổ nâng ly cạn chén ra vừa nhàn nhạt, đáp ha phải đợi lâu như thế sao Các dao mím môi ánh lửa hát lê dung nhan xinh đẹp kết hợp với trường bảo thảo nguyên và các trang sức tinh xảo càng thể hiện sự phong tình của nàng ta trường bào thảo nguyên trang phục đặc trưng của các bộ tộc sống trên thảo nguyên nhưng quang cảnh tịnh lệ như vậy cũng không níu giữ được ánh mắt của phương nguyên ánh mắt của hắn tập trung vào cổ nâng ly cạn chén ở trên tay cổ nâng ly cạn chén là cổ ngũ truyền nhưng đến Bắc Nguyên đã bị áp chế xuống thành tứ chuyển, bàn về lượng chứa, thậm chí nó còn yếu hơn một vài loại cổ tứ chuyển, nói về nuôi nấng, chi phí nuôi nó mang với cổ trùng ngũ truyền đỉnh phong, bàn về tiêu hao chân nguyên, cũng tạm chấp nhận được, nhưng vì sao Phương Nguyên không chọn con khác, lại chỉ chọn nó, lã phí một lượng tinh lực lớn, tốn nhiều tài nguyên để luyện chế nó, là bởi vì nó có xuất xứ từ tay của đạo thiên ma tôn, tài năng ăn trộm của ông ta khó ai có thể bì được, là tôn giả giàu có nhất trong các tôn giả từ xưa tới nay. Công Tan đã dùng tất cả tâm sức cả đời để tìm kiếm huyệt trống trong truyền thuyết. Huyệt trống đã được di lại trong nhân tổ truyện từ rất lâu rồi. Huyệt trống là cấm địa bí mật lang hàng với dòng sông thời gian. Trong dòng sông thời gian có rất nhiều cổ trùng trụ đạo, còn trong huyệt trống thì có vô số cổ trùng vũ đạo sinh sống. Nó nối liền nam khu vực, ẩn giấu ở nơi không ai biết đến. Đi qua cửa động của huyệt trống là có thể đến một nơi khác trên thế gian chỉ trong chốc lát. Cánh cửa động này tên là không môn. Bất cứ nơi nào cũng có thể có không môn. Nó có thể ở khe hẹp giữa những ngón tay, cũng có thể ở trên bầu trời rộng mênh mông. Chỉ cần nơi có khoảng trống là có thể có không môn, nhưng mà từ xưa tới nay, cực ít người có thể tìm được không môn, chứ đừng nói đến đi vào huyệt trống, trong lịch sử của loài người, hình như chỉ có một người đã từng đi quan nơi đó. Đạo Thiên Ma Tôn nghiên cứu ra bí phương luyện cổ nâng ly cạn chén, muốn đem con cổ nâng ly cạn chén nhét vào trong huyệt trống, sau đó mang cổ trùng dã sinh ở trong huyệt trống ra ngoài, ông ta đã thất bại, nhưng cũng tính là thành công, hơn 400 năm sau, phúc địa của ông ta bị người ta khai quật được khiến cho cổ tiên khắp nơi tranh đoạt bì phương luyện cổ nâng ly cạn chén cũng được tuyên truyền rộng rãi công hiệu cường đại của nó được phổ biến ở năm khu vực một cách nhanh chóng được vô số cổ tiên tôn sùng phương nguyên lấy cổ kim long trong không khiếu ra cổ kim long ban đầu là cổ tứ chuyển bị ép xuống thành tam truyền sau khi nó bay ra ngoài lại chui ngay vào trong cổ nâng ly cạn chén phương nguyên dùng một lượng chân nguyên lớn rót vào trong cổ nâng ly cạn chén cái ly này trên vàng dưới bạc lập tức toát ra hào quang màu vàng bạc chậm rãi bay lên phương nguyên rút tay về sau đó từ từ đẩy nhẹ về phía trước ly cổ năng ly cạn chén thuận theo di chuyển về phía trước sau đó nó bắt đầu biến mất đầu tiên là phía ngoài diệt. sau đó nó biến mất hơn một nửa một giây sau nó hoàn toàn biến mất trong không khí các dao không kìm chế được đứng dậy hai mắt mở to ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này cùng lúc đó trong phúc địa hồ tiên ở trung châu xa xôi tiểu hồ tiên chợt có cảm giác na di dịch chuyển tới mật thất của hành cung đã hồn trong mật thất một con cổ nâng ly cạn chén đang tỏ ra ánh sáng trói mắt chậm rãi bay lên lơ lửng giống như bị sức mạnh vô hình dẫn dắt nó chậm rãi di chuyển về phía trước cuối cùng biến mất trong không khí sau khi cổ nâng ly cạn chén biến mất phương nguyên lại đem hai bàn tay tách ra túc dục chân nguyên một cách điên cuộc bỗng nhiên có một chút ánh sáng vàng bạc nở rộ trên không trung của bàn tay hắn sau đó các dao liền thấy trong không khí hiện ra một chút viền của cái chén rồi nửa cái chén cuối cùng cả cái chén xuất hiện từ không trung khi ánh sáng tiêu tán con cổ trùng có hình dạng cái chén chậm rãi rơi xuống bàn tay phương nguyên thành rồi phương nguyên thì thào một câu lúc thấy cái chén này hắn đã biết việc này vẫn trong tầm kiểm soát của hắn tiền bồi thường sơn âm ngài đang làm cái gì vậy ồ coi cổ này có gì đó không thích hợp cho lắm cắt dao vài bước tới bên cạnh phương nguyên vô cùng tò mò hỏi không thích hợp ở chỗ nào thế phương nguyên cười nhạt lấy nguyên thạch ra cầm ở lòng bàn tay chân nguyên của hắn hồi phục nhanh chóng cắt dao không nói gì chỉ nhìn chằm chằm cổ nâng ly cạn chén bỗng nhiên hai mắt nàng ta sáng lên kêu to con cổ này không giống trước ban đầu là trên vàng dưới bạc giờ là trên bạc dưới vàng phương nguyên cười ha ha đúng vậy cổ nâng ly cạn chén không phải chỉ có một con mà là hai con hai con cổ này một con là cái ly trên vàng dưới bạc một con là cái chén trên bạc dưới vàng hợp hai con này mới thành một bộ mới là cổ nâng ly cạn chén hoàn chỉnh trước khi đi phương nguyên đặt một con trong phúc địa hồ tiên một con mang theo bên người khi hắn truyền chân nguyên vào hai con cổ năng ly cạn chén đồng thời tiến vào huyệt trống sau khi trao đổi ở trong huyệt trống con cổ ở phúc địa đổi đến bên người phương nguyên còn con cổ ở chỗ phương nguyên đưa theo cổ kim long về phúc điện ngày xưa đạo thiên ma tôn muốn dựa vào cổ năng ly cạn chén để trộm cổ trùng trong huyệt trống ông ta đã thất bại với mục đích ban đầu nhưng ở một khía cạnh khác cổ năng ly cạn chén lại thu được thành công to lớn dựa vào huyệt trống có mặt khắp nơi hai con cổ này có thể giao tiếp với nhau mọi lúc mọi nơi hình thành nên phương thức vận chuyển đồ vật mới càng đáng quý là nó chỉ có ngũ truyền, không phải tiên cổ duy nhất 500 năm trước kiếp trước của phương nguyên thời kỳ hỗn chiến của năm khu vực cổ nâng ly cạn chén trở thành cổ trùng mà mỗi thế lực lớn đều cần ngay cả các cổ tiên cũng tranh nhau sử dụng nó phương nguyên lấy một phong thư từ con cổ nâng ly cạn chén thưa là do tiểu hồ tiên viết nói về tình hình gần đây của phúc Biện. phương nguyên ở thảo nguyên hủ độc mới năng sau ngày như phúc Biện hồ tiên đã qua một tháng rồi trong thư nói ngoại trừ bên ngoài núi đã hồn bên trong phúc địa mọi chuyện đều ổn tiên hạc môn lại một lần nữa đưa ra yêu cầu giao dịch tiểu hồ tiên liền dự theo lời căn dặn của phương nguyên uyên truyền cự tuyệt nếu số lần yêu cầu giao dịch tăng nhanh khả năng tiên hạc môn phát hiện ra phương nguyên không ở phúc địa càng lớn phương nguyên đang ở bắc nguyên không yên lòng chuyện ở phúc địa vì vậy hắn dùng cổ năng ly cạn chén để gửi thư tử qua lại hắn có thể ở phía sau thao túng không cho người có ý đồ xấu đạt được mục đích sau khi phương nguyên đọc xong thư liền gửi lại một bức thư hồi âm các dao thấy như lọt vào trong sương mù nàng ta không biết chữ của trung châu tính cả phong thư hồi âm phương nguyên lại bỏ vào ba con cổ tứ chuyển, theo thương tự là cổ kim lũ y cổ đấu đá bừa bãi cổ cốt dực chứa đồ càng nhiều nương ly cạn tránh càng tiêu hao nhiều chân nguyên ngược lại khoảng cách của hai con cổ này không gây ra chút ảnh hưởng nào đó là vì kết cấu đặc biệt của cổ nương ly cạn chén nhờ vào sự kỳ diệu của con đường bí mật huyệt trống lần vừa rồi phương nguyên chỉ thử xem nó có hoạt động không sau khi chắc chắn của nâng ly cạn chén hoạt động hắn chính thức đem tất cả cổ trùng nam cương trên người gửi về phúc địa cho tiểu hồ tiên nuôi trong phúc địa tiểu hồ tiên nằm dài trên bàn mắt sáng long lanh mở to nhìn chăm chẳng vào không khí cổ kim long ở trong cổ nâng ly cạn chén ở trên bàn đã bị nàng ta lấy ra rồi chương 553, trăm đừng cản con đường đi đến thành công của ta một bỗng nhiên cổ nâng ly cạn chén bay lên lại chui vào trong huyệt trống sau đó đổi thành một con khác rơi xuống mặt bàn tiểu hồ tiên lập tức lấy tất cả mọi thứ trong con cổ ra nó vô cùng vui vẻ không nén được vui mừng kêu một tiếng chủ nhân hồi âm rồi cứ như vậy luân phiên một lần nữa chân nguyên trong không khiếu của phương nguyên lại tiêu hao gần hết hắn chỉ có thể cầm nguyên thạch trong tay tiếp tục hồi phục chân nguyên các dao đứng ở một bên dần dần hiểu ra một chút nàng ta vô cùng tò mò hỏi phương nguyên mấy câu nhưng hắn không trả lời nàng ta mà chỉ cười nhạt ồ thân thần bí bí có gì đặc biệt hơn người cô gái bĩu môi tức giận ngồi trở lại vị trí cũ nàng ta đặt mông ngồi xuống nhăn mày tức giận nhìn chằm chằm phương nguyên phương nguyên cũng chẳng thèm quan tâm đến nàng ta điều này khiến cát dao càng tức giận thêm nàng ta từ nhỏ đã được phụ thân sùng ái là tộc hoa của bộ tộc chưa bao giờ có người dám khinh thường nàng ta như thế nhưng dọc theo đường đi phương nguyên vẫn mảnh mặt làm ngơ có rất nhiều thiếu niên cầu mong có sự nhiệt tình của cát dao tăng tăng thêm tinh khí kiêu ngạo của nàng ta cát dao lại tiếp tục nhìn chằm chằm phương nguyên một lúc lâu phương nguyên khôi phục chân nguyên lại tiếp tục tiến hành với cổ năng ly cạn tránh, vẫn không thèm để ý đến nàng ta trái lại sự hơn dỗi của thiếu nữ bắc nguyên dần dần tư tán rốt cuộc là thường sơn âm không phải đám nhóc vừa ngu ngốc lỗ mãng vừa khoe khoang nông cạn có thể so sánh được trong mắt ngài lấy ta có là cái gì đâu chỉ là hậu bối đèo nước gặp nhau mà thôi nhi tới đây các dao không khỏi có chút nản lòng thoái chí nắm góc mặt như của phương nguyên bất giác từ từ si mề phương nguyên dùng cổ ra người đổi một khuôn mặt khác tướng mạo đặc hữu của người bắc nguyên chắc chắn càng phù hợp với thẩm mỹ quan của các giao hơn lúc còn trẻ thường sơn âm chính là thiếu niên anh tuấn hiếm có của thường gia ngũ quan của ông ta đoan chính mũi cao con ngươi màu nâu thâm thúy môi mỏng luôn mím tự nhiên thoát ra cá tính cuột cường hai bên tóc mai đã pha xương toát ra khí tức từng trải của người đàn ông trưởng thành đối với thiếu nữ chính là sự hấp dẫn mãnh liệt ngọn lửa lai động theo gió ánh lửa chiếu mặt phương nguyên lúc sáng lúc tối càng làm nổi bật khí độ kiên quyết chiến trạc của hắn lúc này cắt dao rơi vào trạng thái suy nghĩ mông ngung nàng ta âm trầm hồ tưởng rốt cuộc phương nguyên là người như thế nào kinh hãi khi lần đầu tiên gặp mặt sự ôn hòa khi mỉm cười trí tệ khi chỉ dạy mình sự hào dũng vô song lúc chiến đấu còn cả sự lãnh khốc lạnh lùng khi tự lột ra của bản thân tương cảnh tượng ấy thoáng hiện trong lòng của cô gái ấn tượng khác sâu như vậy quả thực đã khác sâu vào trong nội tâm của nàng vậy quá khứ của mày đấy thì sao cắt dao không kìm được lại nghĩ quá khứ của Thường Sơn Âm từ lâu đã trở thành truyền thuyết anh hùng, lưu truyền rộng rãi khắp vùng đất Bắc Nguyên, vô số người tôn kính ông ta, yêu quý ông ta, coi trọng ông ta. Thuộc thiếu thời, danh tiếng của ông ta luôn đứng đầu, là hy vọng tương lai của Thường gia. Ông ta thành danh từ rất sớm, thuật ngự lang hạng nhất, khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, quan trọng hơn, ông ta công chính liêm minh, khoan dung độ lượng, thân thiện, cũng không ức hiếp nhỏ yếu. Hiếu thuận với phụ mẫu, trợ giúp tộc nhân có khó khăn, đồng thời cũng vô cùng nghĩa khí không biết bao nhiêu lần liều mình bảo vệ gia viên tuy thường gia lập được công lao hiển hách ông ta cưới kiểu thê lại nhận được sự phản bội của bạn thân lúc nào vận mạng vô tình đuổi bát khiến người đàn ông này mất đi mẫu thân mất đi huynh đệ kết nghĩa mất đi kiều thê thậm chí suýt nữa mất luôn tính mạng nhưng trung quy ông ta đã sống lại dựa vào cố gắng của mình từ trong vực sâu tử vong khó khăn vùng vẫy đi ra tạo ra một kỳ tích mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được trên vai của người đàn ông này luôn mang sự đau khổ đến tột cùng trong nơi sâu thẳm ẩn giấu vô số vết thương các dao nghĩ tới đây trong lòng cảm thấy xúc động thật muốn ông phương nguyên vào lòng dùng sự ôn nhu của mình để an ủi con sói bị thương cô độc đã từng là lang vương này ánh lửa chập chờn bao củi đã sắp cháy hết nổ đông đốp ánh mắt của các dao chăm chú nhìn mặt phương nguyên càng thâm tình hơn dần dần trở nên si mề dưới ánh lửa ấm áp trong lòng thiếu nữ sinh ra một loại tình cảm đang dần lớn lên lúc phương nguyên hòa thành một vòng nâng ly cạn chén này lại bắt đầu lấy nguyên thạch ra hấp thu chân nguyên trong nó các giao âm thầm hạ một quyết định trọng đại trong đời nàng ta nàng ta bỗng nhiên đứng dậy hô lớn với phương nguyên thường sơn âm làm chồng của ta đi giọng nói lan tỏa ra khắp màn đêm trên thảo nguyên rộng lớn ngươi nói cái gì phương nguyên nhíu mày mặc dù hắn có kinh nghiệm năm trăm năm cũng không ngờ rằng cô gái lại đột nhiên thay đổi tâm tư như vậy sau khi phản ứng hắn nhàn miệng cười không nên náo loạn tiểu cô nương, ta là tiền bối của ngươi. Dựa theo tuổi tác, ta là người lớn hơn ngươi những 20 tuổi. Con trai của ta mới xứng đôi với ngươi. Không. Thường sơn âm. Ta chỉ cần ngài. Không. Thường sơn âm. Ta chỉ cần ngài. Giọng nói của các dao vô cùng mạnh mẽ, dưới ánh lửa chiếu dọi. Hai mắt của nàng ta lấp lánh sáng rực nhìn phương nguyên tràn đầy tình cảm. Thường sơn âm. Ngài là anh hùng trên đại thảo nguyên. Uy danh của ngài. Ai ai cũng biết. Này là người đàn ông đáng giá để ta phó thác cả đời tuổi tác căn bản không phải là vấn đề năm đó cự dương lão tổ tông đã hơn một ngàn tuổi năm nào cũng cưới vô số cô vái tuổi thanh xuân mà phương nguyên sầm mặt lại đủ rồi đừng càn quấy nữa các dao dậm chân âm điệu tăng cao ta không càn quấy thường sơn âm đoạn đường này đi theo ngào tim ta đã khắc sâu sự hấp dẫn của mày rồi vừa rồi ta mới phát hiện ta đã yêu ngài mất rồi ta tự nguyện dân hiến ta và mọi thứ của ta cho ngài xin ngài hãy tiếp nhận, cô nương trẻ tuổi A à, ta đã có thê tử rồi phương nguyên thở dài, vẻ mặt phức tạp cắt dao lập tức lắc đầu thê tử của ngài đã tái giá lâu rồi dù cho ngài đoạt lại, ta cũng không để ý ta không cầu vị trí chính thê ta có thể làm tiểu thiếp của ngài cũng được cử dương lão tổ tông có mấy trăm ngàn phi tần nhưng cũng chỉ có một chính cung mà thôi nhưng phương nguyên cự tuyệt cũng rất kiên định, ta sẽ không tái giá lòng ta đã tĩnh mịch như thảo nguyên hủ độc này rồi ngươi còn quá nhỏ tuổi không hiểu được tâm tình này đâu, khoảng thời gian ở trong bụng sói. Ta muốn nhúc nhích một chút cũng không được, ta cảm thấy vô cùng đau khổ. Lúc hồn phách của ta phiêu bạt trên thảo nguyên minh mông, ta lang bạt kỳ hồ, tâm tình dần dần cũng yên tĩnh lại. Ta hồi tưởng lại tất cả những gì đã qua, tận mắt thấy sinh tử của nhiều người, những cực khổ hay hạnh phúc trong cuộc sống trước đây, đều không thể xâm nhập lòng ta nữa. Ta sẽ sống một cuộc đời hoàn toàn mới, ta là thường sân âm mới, thậm chí ta sẽ không trở về thường ra nữa. Vậy hãy đến cất da của ta đi hai mắt cắt dao sáng lên nàng ta mời vô cùng thành khẩn nhưng phương nguyên vẫn cự tuyệt không có chút dấu hiệu động tâm nào thường sơn âm lòng của ngài làm bằng sắt đá sao hay là ngài vẫn còn hoài nghi ta lẽ nào ngài muốn ta giống thạch nhân kia moi tin ra cho ngài xem cắt dao thì thầm cầu xin hốc mắt ửng đỏ đau lòng đến sáp rơi lệ nao ô tiếng sói hú đúng lúc này cách đó không xa tiếng sói tấn công vang lên có một đàn sói dâu độc khá đông bị hấp dẫn bởi ánh lửa nhanh chóng tiến về phía phương nguyên và cát dao nhưng bên đống lửa cũng có bầy sói rất đông của phương nguyên đang nghỉ ngơi hai bầy sói nhanh chóng giao chiến tiến hành cuộc chiến vô cùng tàn khốc bầy sói này có khoảng một nghìn con lực chú ý của cát dao cũng bị cuộc chiến thu hút sắc mặt nương trọng chương 554. đừng thản con đường đi đến thành công của ta hai lúc trước hai người bọn họ đã vạc phải bầy sói có quy mô như vậy đều lựa chọn rút lui để trốn thoát nhưng bây giờ phương nguyên lại cười lạnh một tiếng không sao bây giờ không giống lúc trước chúng ta đã có bảy sói trợ trận, cắt dao. Lần này phải nhờ ngươi ra tay rồi. Hãy cố gắng giữ chân Lang Vương. Chân nguyên của ta đã tiêu hao hết. Đợi bổ sung xong sẽ đến giúp ngươi. Thiếu nữ gật đầu, nhưng không lập tức hành động, mà nhìn chằm chằm Phương Nguyên với ánh mắt sáng quắc. Phương Nguyên nhìn nàng ta, đi nhanh đi. Nhưng cắt dao mím môi, ánh mắt kiên quyết, vẫn không núc nhích chút nào. Phương Nguyên không thể làm gì khác hơn là đổi thái độ mềm mỏng hơn, giọng ôn hòa. Được rồi, chuyện này để ta suy nghĩ đã nhưng ta muốn biết đáp án ngay bây giờ cắt dao lập tức trả lời trong mắt phương nguyên lóe lên tia sáng ác liệt nhưng cũng nhanh chóng biến mất Bềm hoài thở dài đề nghị nếu như ngươi có thể tự mình giết con thú vương này ta sẽ đồng ý cưới ngươi làm vợ thật sao ha ha đàn ông bắc nguyên nói là làm cho dù ngựa liệt phong cũng khó mà đuổi được lúc này hai mắt cát vào sáng ngời nóng bỏng được ngươi hãy chờ đấy Có lòng cô gái tràn đầy ý chí chiến đấu xông về chiến trường lao thẳng đến con thú vương của ngàn thú nhìn bóng nàng ta đi xa nụ cười trên mặt phương nguyên nhanh chóng biến mất ánh mắt chỉ còn sự lạnh lùng hắn không ngờ rằng các dao lại động tâm với hắn quả thực là tình cảm sâu động dù sao loại tình yêu này luôn khó có thể giải thích khó mà dùng lẽ thường để suy đoán trước đây của nguyệt âm hoang lang núi thành bại cũng bị thạch nhân thờ đuổi trong ghi chết của nhân tổ chuyện nhân tổ cứu viện con cả thái nhật dương mãng thất bại lúc chính mình sắp sống lại lại thất bại trong gang tấc bi dòng nguyệt lưu của con sông đẩy vào cốc nghèo túng con vái thứ hai của ông ta của nguyệt âm hoang biết được tin này liền nghĩ cách cứu viện phụ thân của mình nhưng muốn đi vào cửa sinh tử nhất định phải có cổ dũng khí và cổ tín niệm trợ giúp nhưng những cổ trùng này đều ở trên người nhân tổ phụ thân nàng ta cổ nguyệt âm hoang không có cách nào để đi vào cửa sinh tử nhưng vẫn muốn cứu nhân tổ về nàng ta không nghĩ ra cách nào chỉ có thể hỏi cổ tư tưởng cổ tư tưởng liền nói cho nàng ta biết hai phương pháp phương pháp thứ nhất là đi vào huyệt trống sau đó mở không môn đến thẳng bên cạnh nhân tổ sau đó sẽ đi qua huyệt trống các khỏi cửa sinh tử nhưng phương pháp này chỉ có thể cứu hồn phách của nhân tổ mà thôi không thể làm ông ta sống lại phương pháp thứ hai là leo lên đỉnh núi thành bại tìm được con cổ thành công duy nhất chỉ cần ước với cổ thành công cổ nguyệt âm hoang có thể thành công cứu được nhân tổ và giúp ông ta sống lại cổ nguyệt âm hoang đã biết đến sự tồn tại của huyệt trống từ lâu nhưng không tìm được cách đi vào huyệt trống hơn nữa nàng ta cũng muốn phụ thân có thể sống lại vì thế nàng ta đã đến núi thành bại núi thành bại không cao quả thực nó chỉ là một gò đất nhỏ nhưng điểm đặc biệt của nó là nó được cấu thành từ hàng tỷ viên đá cuội xếp trồng lên nhau những viên đá cuội này thực ra đều là cổ thất bại còn con cổ thành công chi nhất thì ở trên đỉnh núi thành bại cổ nguyệt âm hoang đi tới chân núi bắt đầu lao lên núi thành bại tiếng động la núi của nàng ta đã khiến cổ tình yêu đang ngủ ở gần đó bị đánh thức cổ tình yêu bị quấy dày mộng đẹp vô cùng tức giận nên muốn báo thủ của nguyệt âm hoang nó dùng sức mạnh đặc biệt của nó làm phép cho một tảng đá tảng đá được làm phép tình yêu nên đã có sinh mệnh biến thành thạch nhân thạch nhân to lớn mai phong trên người mọc đầy sắt đồng vàng bạc vô cùng hoa lệ đẹp mắt sau khi thạch nhân được sinh ra lần đầu tiên nhìn thấy cổ nguyệt âm hoang liền nghĩ nàng ta là tiên trên trời lập tức bị vẻ đẹp của nàng ta chinh phục nó cứ thế đi theo cổ nguyệt âm hoang lắm nhìn hình bóng yểu điệu của nàng ta trong lòng tràn ngập tình yêu cuối cùng nó không kìm chế được chạy đến trước mặt cổ nguyệt âm hoang ngăn cản nàng ta hồ to cô nương xinh đẹp ơi dung nhan của nàng vô cùng lóa mắt dáng người của nàng vô cùng tao nhã khí chất của nàng vô cùng cao quý ta vừa nhìn thấy nàng đã bị nàng chinh phục nàng chính là tình yêu của ta xin nàng hãy từ bi chấp nhận tình yêu của ta dáng người của thạch nhân to lớn mạnh mẽ hoàn toàn chặn đường đi của cổ nguyệt âm hoang cổ nguyệt âm hoang hơi nhíu mày đánh giá thạch nhân trước mặt giọng nói lãnh đạc tình yêu là thứ gì ngươi muốn ta nhận tình yêu của ngươi nhưng tình yêu ở đâu thạch nhân lập tức moi những cục sắt trên người ra hai tay dâng cho cổ nguyệt âm hoang đồng thời nói rằng cô nương xinh đẹp à những thứ này là khí phách của ta ta giao hết cho nàng đây chính là tình yêu của ta dành cho nàng cổ nguyệt âm hoang thất vọng lắc đầu đàng ta không có chút hứng thú nào với những cục sắt này thạch nhân sửng sốt lại moi hết những thỏi đồng trên người ra để lên trên những cục sắt kia cô nương xinh đẹp những thứ này là sự cố chấp của ta ta giao hết cho nàng đây là tình yêu của ta với nàng Cổ nguyệt âm hoàng sốt ruột mời tránh ra ta không có chút hứng thú nào với tình yêu của ngươi ta còn phải đi cứu phụ thân của ta cá nhân thấy nữ thần trong lòng không động tâm chút nào không khỏi hoảng hốt nó té quỵ dưới đất quyết định moi những khối bạc trên người ra để lên trên những thỏi đồng cô nương tốt bụng những thứ này là tôn nghiêm của ta ta giao hết cho nàng chắc rằng thứ này có thể diễn tả được tình yêu của ta với nàng chứ chân mày của cổ nguyệt âm hoang nhíu chặt hơn nghe này ta không có thời gian để lãng phí với ngươi thạch nhân càng thêm lo lắng moi những khối vàng trên người ra đặt lên trên những khối bạc cô nương đáng yêu a à. những thứ này là sự tự tin của ta ta giao hết cho nàng chúng đại diện cho tình yêu của ta đối với nàng Cũng nguyệt âm hoang thở dài thật sâu nói thạch nhân vì thể hiện tình yêu của ngươi ngươi không cần khí phách muôn cố chấp vứt bỏ tôn nghiêm thậm chí bỏ cả tự tin nhưng ta thấy ngươi là một tên thạch nhân vô cùng xấu xí mà thôi ngươi đứng lên đi ta sẽ không chấp nhận tình yêu của ngươi, ta còn có việc quan trọng hơn phải làm. Hóa ra, thạch nhân không còn sắt đồng vàng bạc trang trí, trở nên xám xịt, thậm chí có chút khôi hài, không còn hình dạng to lớn, hoa lệ, uy vũ ban đầu nữa. Thạch nhân khóc hú, câu khẩn của Nguyệt âm hoang, ta phải làm gì mới có được tình yêu của nàng. Trong lòng của Nguyệt âm hoang rất lo lắng, nhưng thạch nhân sống chết vẫn quỳ trên mặt đất không đứng dậy, ý nghĩ trong đầu nàng ta vừa này ra, mặt sẵn ra cười nói. Thạch nhân, ngươi đã yêu ta như thế ngươi hãy mang tim của ngươi ra cho ta xem thạch nhân không do dự chút nào phá vỡ lồng ngực đen quả tim đỏ ngầu dâng cho cổ nguyệt âm hoang cổ nguyệt âm hoang lấy được tim lập tức cất đi thạch nhân liền vội vàng kêu bây giờ ta có thể nhận được tình yêu của nàng chứ cổ nguyệt âm hoang lắc đầu cho dù ngươi trả giá bằng cả trái tim cũng không đổi được tình yêu đâu thường sơn âm ngài xem đây là cái gì các dao toàn thân đẫm máu tết thương trồng chất thở hồn hên trong tay cầm đầu của lang vương đứng ở trước mặt phương nguyên mắt lang vương bây giờ xâm phạm tan đàn xẻ nhé chạy từ tán phương nguyên từ từ đứng dậy ngật đầu thừa nhận nói ngươi đã giết lang vương các dao phát huy hơn hẳn người thường thương thế rất nặng máu me đầy mặt chân nguyên cũng tiêu hao hết ánh mắt nàng ta sáng quắc nhìn chằm chằm phương nguyên thường sơn âm ngài là anh hùng ngươi sẽ nói lời không giữ lấy lời sao đương nhiên sẽ không tình yêu của ngươi khiến ta cảm động từ hôm nay trở đi Ngươi chính là thê tử của ta." Phương Nguyên nhìn các dao tràn đầy thâm tình, sau đó bước đến gần. Dùng hai tay ôm thiếu nữ vào lòng, Trư 555, chết trên đường đi cũng không hề hối hận một thiếu nữ, nhẹ buông tay, ném đầu Lang Vương xuống đất, nhiệt tình như lửa ôm lấy Phương Nguyên, hô hấp của nàng ta dồn dập, trái tim nhỏ đập bịch bịch, giờ khắc này nàng ta còn khẩn trương kích động hơn lúc tử chiến với Lang Vương, ở trong lòng ngực ấm áp của Phương Nguyên, trong lòng nàng ta tràn đầy hạnh phúc, đôi mắt đẹp cũng ửng đỏ xích tiếng dao đâm vào thịt bỗng nhiên một âm thanh nhẹ vang lên sắc mặt thiếu nữ bỗng cứng đờ na dùng sức thoát khỏi cái ông của phương nguyên cúi đầu nhìn ngực mình nơi đó đang cắm một con dao gam sắc bén một kích trí mạng cho dù là thân thể hay linh hồn ghi, vì, vì sao các dao khó tin nhìn phương nguyên thân thể mềm mại lai động muốn đổ trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ thù hận kinh hãi và nghi hoặc phương nguyên trầm ngâm nhìn thiếu nữ mặt không đổi sắc mở miệng nói hắn kể nhân tổ chuyện Thạch nhân thấy cổ nguyệt âm hoang cất trái tim của mình đi. Không khỏi nóng này, nó nói. Cô nương vô tình, sự lạnh lùng của nàng làm ta tuyệt vọng. Nếu không đổi được tình yêu của nàng thì hãy trả lại trái tim cho ta đi. Không có trái tim, ta sẽ chết. Nhưng cổ nguyệt âm hoang không trả lại trái tim cho nó mà nhìn nó từ từ chết. Vì sao? Ta yêu ngươi như vậy, như ngươi muốn giết chết ta trước khi chết. Thạch nhân nghi ngờ, gào thét. Cổ nguyệt âm hoang thương hại nhìn nó. Giọng nói vẫn bình tĩnh. Thạch nhân, lúc đầu ta không muốn giết ngươi, nhưng ngươi lại ngăn cản con đường đi đến thành công của ta con đường đi đến thành công. Nghe được câu trả lời này, cắt dao cũng không chịu được nữa. Chán nản té trên mặt đất, hơi thở tử vong dày đặc, làm cho thân thể nàng ta lạnh lẽo một cách nhanh chóng. Cô gái ngẩng đầu, lộ ra chiếc cổ yêu mỹ tinh tế như thiên ha, nàng ta nhìn bầu trời đêm tối đen, cười thê lương. Nàng ta chỉ cười ba tiếng, lại rơi lệ đầy mặt, sau đó nàng ta nhìn phương nguyên, ánh mắt vẫn thâm tình như lúc đầu, thường sơn âm ta không biết ta ngăn cản con đường đi đến thành công của ngài như thế nào nhưng cho dù ngài giết ta ta cũng không hận ngài tay rằng ngài muốn báo thù tất cả của trùng trên người ta đều để lại cho ngài hy vọng có thể trợ giúp một chút trên con đường thành công của ngài khổ 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 cô gái ho ra máu lộ ra nụ cười sầu thảm câu khẩn phương nguyên ta sắp chết rồi trước khi chết ta có một thỉnh cầu nho nhỏ hy vọng ngươi có thể ôm ta một cái ta rất nhớ cái ôm ấm áp của ngươi như phương nguyên vẫn không nhúc nhích ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái hắn nhìn chăm chú vào cô gái nhìn biểu tình trên mặt nàng dần dần cứng mắc dần dần mất đi sinh mệnh cuối cùng một thiếu nữ như hoa trở thành một cỗ thi thể lạnh băng phương nguyên nhìn thi thể cắt dao tim lặng một lúc lâu cho dù là ban ngày trên thảo nguyên hủ độc cũng rất âm u mây đen dày đặc ngăn cản ánh mặt trời chiếu xuống nơi đây phía sau một có đất thấp có một con sói lưng còng đang lặng lẽ ẩn núp con sói lưng còng này to ngang ngửa một con chiến mã lông mọc trên thân nó vừa đen vừa dài trên lưng còn mọc thêm hai cái bướu nhỏ giống bướu lạc đà một đôi mắt sói trong bóng tối lóe lên ánh sáng yếu nó nằm ngài trên gò đất không nhúc nhích giống như tượng đá thậm chí hô hấp của nó cũng chậm lại liếc mắt nhìn thì cũng chỉ nghĩ đó là một tấm thiết mà thôi đột nhiên đôi tai thon dài của sói lưng còng giật giật một chút dưới ánh mắt nhìn chăm chu của nó một con thỏ con màu xám chui ra khỏi hang động trong gò đất dưới chân con sói lưng còng bắt đầu đi kiếm ăn cho dù có dại mọc ung tùng bên cạnh nó nhưng con thỏ xám này không thèm để ý xông thẳng ra ngoài tìm kiếm cỏ ở nơi khác thỏ không ăn cỏ gần hang nếu ăn cỏ gần hang thì nó sẽ lập tức bị phát hiện sói lưng còng nhìn thấy con thỏ sám ra ngoài mắt của nó dần dần híp lại đôi mắt tròn chậm rãi biến thành một kẽ hở thỏ sám vừa ăn cỏ vừa dựng thẳng đôi tai một khi có cái gì đó khiến gió thổi cỏ lay nó sẽ nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn chung quanh hết sức cảnh giác sói lưng còng cũng kiên nhẫn vô cùng thỏ sám ăn đến quên trời đất mà sói lưng còng lại không nhúc nhích chút nào giống như chết rồi thỏ xám tiếp tục ăn cỏ, đắm chìm trong mỹ thực, khi ăn no rồi. Nó bắt đầu trở về, đúng lúc này, sói lưng còng đột nhiên hành động, nó từ trên hò đất sông tới chỗ con thỏ, trên đường trở về. Thỏ xám bị sói lưng còng chặn lại, con thỏ kinh hãi, không thể làm gì khác hơn là bỏ chạy, tốc độ của con thỏ cực nhanh, khi bắt đầu chạy, dường như nó hóa thân thành một tia chớp màu xám trắng xẹt qua trong bụi cỏ, rất nhanh bỏ lại con sói lưng còng đang chạy với tốc độ siêu việt, nhưng chạy nhanh trong chốc lát, nó bắt đầu chậm lại, sức bộc phát của thỏ xám vô cùng lớn nhưng sức bền lại không mạnh bằng sói lưng còng cả hai truy đuổi nhau trên thảo nguyên hủ độc cảnh sinh tử diễn ra trên thảo nguyên thường thấy nhất chính là một màn kẻ săn mồi đuổi bắt con mồi sói lưng còng từ từ đuổi kịp mắt thấy thỏ xám đã ở ngay trước mắt mình sói lưng còng nhảy lên vồ con thỏ nhưng ngay trong nháy mắt con thỏ bỗng nhiên tăng tốc toàn bộ cơ thể nhảy vọt tới chỗ khác nhanh chóng né tránh được cái vô trí mạng đồng thời cũng tạo ra khoảng cách với con sói lưng còng con thỏ xám này cũng rất xảo quyệt mệt mỏi vừa nãy chỉ là một lớp ngụy trang nó vẫn còn dư sức sói lưng còng không vồ chúng cán đầu tiếp tục truy đuổi rất nhanh hai bên lần nữa rút ngắn khoảng cách sói lưng còng tiếp tục vồ nhưng vẫn không trúng liên tục ba bốn lần con thỏ mới thật sự kiệt sức rồi bị sói lưng còng giết sói lưng còng thở gấp nằm dạp trên mặt đất hồi lâu lúc này mới chậm rãi đứng lên bên trong sự cạnh tranh tàn khốc này Cây săn mồi cũng không phải oai phong mà phải có rất nhiều vất vả gian khổ năm nhan khổ sở bắt được thỏ xám sói lưng còng cũng không tận hưởng phần mỹ thực này ngay mà lộng vào mùng trở về hang ổ trong hang ổ còn có một con sói lưng còng mẹ và lũ sói con vừa mới sinh cần nuôi nấng lúc con sói lưng còng trở về hang ổ chỉ thấy vết máu và sắc lạnh như băng ồ nó vứt con thỏ xám đã chết xuống tức giận ngửa đầu gào thần lông ở của nó dựng thẳng lên lửa giận cừu hận khiến hai mắt nó đỏ màu một bầy sói dâu độc lớn xuất hiện từ bốn phương tám hướng vây quanh nó ở phía xa trên đồi núi Phương Nguyên khoanh tay đứng trên cao nhìn xuống bãi chiến trường kia, ha ha ha. Quả nhiên có một con sói đực, hắn thoáng cười một tiếng, cảm thấy vận khí của bản thân lần đây rốt cuộc cũng chuyển biến thao hướng tốt, sói lưng còng là tọa kỵ tương đối tốt trên Bắc Nguyên. Mặc dù trong tay Phương Nguyên có cổ lăng bôn tứ chuyển của Thường Sơn Âm nhưng cổ này lại tiêu hao rất nhiều chân nguyên, kém xa so với việc cưỡi sói lưng còng. Điều này khá thuận tiện và nhanh gọn, lúc Phương Nguyên bất ngờ phát hiện ra hang sói, hắn lập tức giết chết con sói cái đang yếu ớt vào toàn bộ con non thu được một con cổ ngự lang nhị chuyển hắn cũng không vội vàng rời đi mai phục thả sói dâu độc chờ con sói được kia trở về sói lưng còng và đàn sói dâu độc chiến đấu vừa mới bắt đầu lập tức tiến vào trạng thái căng thẳng nhất con sói lưng còng có thân hình to lớn cảm xúc phẫn nộ khiến nó chiến đấu càng thêm hung mãnh vốt sói vung lên sói dâu độc căn bản không phải là kẻ địch của nó nhưng dưới sự chỉ duy của phương nguyên sói dâu độc vô cùng xảo quyệt bọn chúng không hề liều mạng mà cùng nhau phối hợp khéo léo con này lui thì con khác tiến lên làm hao mòn sức chiến đấu của con sói lưng còng tình thế rằng có đến hơn nửa canh giờ sói lưng còng thờ hồn hển cũng không còn dũng mãnh như lúc ban đầu nữa chung quanh nó có hơn 60 xác sói dâu độc tất cả đều là chiến tích huy hoàng mà nó lập được tất nhiên nếu phương nguyên muốn giết nó dựa vào trình độ sai khiến của hắn chỉ cần hy sinh 30 con sói dâu độc là được nhưng hắn muốn bắt sống con sói lưng còng bởi vậy trong trận chiến không khỏi có chút hạn chế. Chương 556, chết trên đường đi cũng không hề hối hận hai đã đến lúc mấu chốt, Phương Nguyên nhìn con sói lưng còng trong gió, từ chi không ngừng run rẩy, từ từ đi xuống đồi, cẩn thận tiếp cận từng ly từng tí một. Bây giờ, thân lớn cổ trùng trên người hắn đều thông qua cổ nâng ly cạn chén truyền đến Phúc Địa Hồ Tiên, đến lúc Phương Nguyên cách con sói lưng còng 200 bước, ngón tay hắn búng một cái, thôi động cổ ngự lang nhị truyền, Cổ Ngự Lang nhẹ nhàng hóa thành một làn khói mỏng bao phủ toàn thân con sói lưng còng, sói lưng còng vội vàng lùi lại né tránh, như làn khói vẫn bám theo nó. Sói lưng còng gào thét, bắt đầu tấn công Phương Nguyên, nhưng lại bị đàn sói dâu độc mạnh mẽ chặn đánh. Một lát sau, làn khói hoàn toàn hòa vào trong cơ thể của nó, sói lưng còng vô lực nằm dạp trên mặt đất, toàn thân đều có vết thương đang chảy máu, đôi mắt nó đỏ rực, không còn dùng ánh mắt thù hận nhìn Phương Nguyên nữa, mà toát ra sự thần phục với hắn, bát nhân hồn quả thực hữu dụng. Nếu như không dùng Cổ Can Đảm sáng suốt, muốn sai khiến được sói lưng còng nhất định sẽ hao phí rất nhiều công sức, Phương Nguyên cảm khái một chút, lập tức thôi động Cổ Lăng Yên trong không khiếu. Cổ Lăng Yên bắn ra, hóa thành làn khói dày đặc cuồn cuộn, bao trùm sói lưng còng và vân lớn sói dâu độc đang bị thương. Sau một lúc, làn khói tan hết, những vết thương trên thân sói lưng còng hoàn toàn lành hẳn, thậm chí còn mọc lên cả lông mới rậm rạp. Mấy con sói dâu độc bị thương cũng khôi phục sinh lực, mặc dù toàn thân vô hại nhưng sức chiến đấu của nó vẫn là đỉnh cao yếu tố ảnh hưởng đến lực chiến của đàn thú không chỉ có vết thương mà còn cả mức độ no bụng nữa đàn sói muốn phát huy được sức chiến đấu mạnh nhất không thể quá nói nếu không sẽ lập tức suy yếu mà cũng không thể quá nao nặng bụng thì sẽ không linh hoạt được trước đó sói lưng còng đi săn tại sao lại phải kiên nhẫn chờ đợi thỏ xám ăn no trở về cũng là đạo lý này chỉ có thể để đàn sói ở tình trạng no nửa vời mới có thể khiến cho bọn chúng chiến đấu cắn xé lẫn nhau càng thêm hung ác và tàn khốc chiến đấu trong thời gian dài như vậy cho dù là sói lưng còng hay là sói dâu độc đều đã tiêu hao rất nhiều sức lực nên đều đói phương nguyên vừa nghĩ đến đàn sói dâu độc bắt đầu dặm cắn xác sói trên đất còn con sói lưng còng nuốt ngay con thỏ xám kia xuống bụng sau đó dưới mệnh lệnh tép buộc của phương nguyên nó ăn cả con sói cái và các con non phương nguyên đứng đó lấy lưng khô ra vừa ăn vừa uống nước lạnh từ lúc giết cát dao đến nay đã được ba ngày chắc hẳn cát dao đã chết lúc nàng ta nhìn thấy định tiên du thì đã định trước nàng ta sẽ phải chết huống chi trước đây nàng ta tận mắt nhìn thấy phương nguyên trần trùng đến bắc nguyên rồi lại nhìn thấy cảnh tượng hắn chôn tiên cổ và sử dụng cổ nâng ly cạn chén nàng ta đã biết quá nhiều thứ ở trong lòng phương nguyên đã sớm trở thành mục tiêu phải giết chỉ là phương nguyên mới đến chiến lược còn yếu muốn hành tẩu ở thảo nguyên hủ độc quả thực các dao có thể trợ giúp hắn rất nhiều nhưng các dao không thể sống nàng ta ngây thơ đã bị phương nguyên lợi dụng vậy thì cũng có thể bị những kẻ khác lợi dụng vô dụng như thế hồi phách cũng chỉ của người bình thường chỉ cần chúng cổ độc tâm hoặc cổ hồi ức của người khác lập tức biến tất cả những gì phương nguyên sắp xếp thành một chuyện cười công khai những bí mật được che giấu phương nguyên sớm đã có dự mưu ngư giết người cát dao và hắn xông qua biển hoa mặt quỷ đàn chuột địa thứ quả ảnh sau đó tìm được thường sơn âm đổi ra rồi đi tìm cổ tuyết tẩy trương cổ địa tạng hoa vương giá trị lợi dụng nàng ta càng ngày càng ít đồng thời sự uy hiếp của nàng ta lại càng ngày càng lớn nàng ta yêu thường sơn âm hắn lại ngụy trang thành thường sơn âm khiến hắn có cảm giác như nghẹn ở cổ họng như có vai ở sau lưng con gái một khi yêu cùng nhiệt tất sẽ trăm phương ngàn kế để hiểu tường tận người mình yêu bao gồm từ quá khứ hiện tại cho đến tương lai lúc nàng ta phát hiện ra chân tướng sẽ như thế nào huồng hồ sau lưng nàng ta còn là một gia tộc nàng ta vẫn là đại tiểu thư của gia tộc được một người yêu tha thiết như vậy cho dù phương nguyên khiêm tốn như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ trở thành tâm điểm của mọi người đừng quên tam công tử manza manda vô cùng say đắm sắc đẹp của cát giao nếu phương nguyên theo cát giao trở về nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích của hai nhà cát giao và manza hà cớ gì vì một người thừa thãi mà thu hút nhiều cừu hận như vậy phương nguyên cũng không e ngại thù hận nhưng hắn tới bắc nguyên tuyệt đối không phải là đi dã ngoại. thời gian của hắn rất ngắn hắn muốn tranh thủ từng phút từng giây người đã hồn đang từng bước tiến gần đến cái chết sơn thu thiền đang từng bước khôi phục còn tu vi của hắn vẫn chỉ là tư truyền đỉnh phong mà thôi hắn nhất định phải thành công, không thể có sai sót. Một khi thất bại chính là vạn kiếp bất phục, hai cốt không còn, hắn chọn đi con đường này, đã định trước là sẽ cô độc, chỉ có hai loại kết quả, thành công hoặc bị hủy diệt, cho nên, lúc hai người tiếp cận Thảo Nguyên Hủ độc, Phương Nguyên thừa dịp ít người lui tới, chính là thời điểm thuận lợi để giết người, lại lùng ra tay, sau khi giết cắt dao, Phương Nguyên lập tức để sói dâu độc ăn sạch thi thể, ngay cả hồn phách cũng không bỏ qua, dùng cốc táng hồn nuốt lấy, bây giờ đã đưa vào trong phúc địa bị núi đã hồn thanh tẩy sạch sẽ vết tích đóng ngửa phương nguyên cũng cẩn thận xóa bỏ không để lại bất kỳ tai họa ngầm nào tóm lại các dao đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vết tích duy nhất chỉ sợ là vân và nước tiểu đàn sói dâu độc thải ra ngoài mà thôi ha 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 cái gọi là sắc đẹp kết quả cuối cùng cũng chỉ là một nắm đất màu vàng mà thôi bụi về với bụi đất về với đất thiếu nữ mỹ lệ ở trong trời đất này cũng chỉ như hoa tươi hoặc là bị bước chân ven đường dẫm lên hoặc là chờ đến lúc khô héo trở thành vân bón khó coi tưới xuống dụ đất không có bất tử đồ vật tươi đẹp đến đâu cũng chỉ là hoa trong hương trăng trong nước giá trị tồn tại cũng chỉ là hương hoa trong chớp mắt mà thôi phương nguyên càng trải qua nhiều chuyện càng nhận thức được sự tàn khốc của trời đất không có bất tử dù là vật có giá trị đến mấy đến một lúc nào đó cũng hết giá trị cái gọi là lưu danh bách thế tiếng xấu muôn đời cũng chỉ là sự tưởng niệm của những hạng người nông cạn cái gì mà tinh thần bất diệt cũng chẳng qua chỉ là công cụ để hậu bối lấy ra làm bằng chứng cho mình lẽ nào con người thật sự chỉ có thể kiểm chứng lẫn nhau sao trên địa cầu thì cũng thôi đi đến thế giới này cho dù chỉ có khả năng cực nhỏ ta cũng phải đuổi theo cho dù là chết trên đường đuổi theo chết một cách khó coi hơn các lao ngàn vạn lần ta cũng không hối hận chút nào phương nguyên sớm đã quyết tâm liều chết chỉ khi dâng hiến toàn bộ tinh lực suốt đời cho việc theo đuổi mới có thể làm cho hắn khi chết hắn mới không cảm thấy hối hận chút nào hay ai có thể hiểu được phương nguyên hiểu được tâm tư của người trọng sinh đây, đưa hắn đi, nhất định là vô cùng tăng tối. Nhất định sẽ vô cùng cô độc. Hắn tha phương, chỉ là ánh sáng trong lòng và bất tử đều không tồn tại, trên thế giới này không có ai hiểu hắn, mà hắn cũng không cần người khác hiểu, khi đàn sói ăn xong. Phương Nguyên lập tức cưỡi trên sói lưng ngủ, tiếp tục lên đường. Mấy ngày hôm nay, ta vẫn luôn đi theo chỉ dẫn của các giao. Chắc là không lâu nữa sẽ đến được biên giới Thảo Nguyên Hồ Độc, tiếp tục đi nữa lập tức sẽ nhìn thấy nơi có người ở, sói lưng gù sinh ra là để làm tỏa kỵ hai cái bướu lạc đà tạo thành một cái yên ngồi vô cùng thoải mái dễ chịu phương nguyên ngồi giữa hai cái bướu lạc đà vừa đi đường vừa dò xét không khiếu chương 557, phong lang vương cổ trùng bên trong không khiếu chỉ còn lại khoảng chừng 10 con mại trừ Sân thu thiền và cổ Năng ly cạn chén còn có cổ trùng bắc nguyên vốn cổ đến từ nam cương và trung châu đều được phương nguyên đưa trở về phúc địa hồ tiên thậm chí ngay cả nguyên thạch cũng không để lại một viên nào mặc dù nguyên thạch của nam cương có thể sử dụng được ở bắc nguyên nhưng rốt cuộc so với nguyên thạch của bắc nguyên vẫn có sự khác biệt các giao không nhận ra được điều này bởi vì nàng ta còn trẻ quá ngây thơ trên thực tế chỉ cần cổ sư có chút kinh nghiệm đều có thể nhìn ra sự khác biệt đáng tiếc cổ nâng ly cạn chén tuy là ngũ chuyển nhưng ở bắc nguyên lại bị ép đến tứ chuyển chỉ có thể giả thành cổ tứ chuyển nếu như có thể thông qua nó đưa cổ định tiên du đến phúc địa thì quá tốt rồi hay hy vọng cách này của ta có hiệu quả nếu cổ định tiên du bị cổ tiên khác lấy mất đó chính là tổn thất nặng nề của phương nguyên nhưng phương nguyên cũng không còn cách nào khác hắn đã dùng hết khả năng của bản thân để làm được một kích tốt nhất chắc là khí tức tiên cổ có thể duy trì khoảng một tháng nữa nếu như trong khoảng thời gian này không xảy ra vấn đề gì như vậy cổ định tiên du sẽ an toàn tiếp đó sẽ vạp phải cổ sư bác nguyên tuyệt đối không thể chủ quan tốt nhất trong khoảng thời gian này thu phục thêm một ngàn con lang vương tăng số lượng lên hơn hai ngàn con có lúc con người so với dã thú còn đáng sợ hơn đàn sói hơn hai ngàn con có thể chấn áp được phần lớn kẻ xấu trên người ta bây giờ còn dư lại một con cổ ngự lang tam chuyển một con cổ ngự lang nhị chuyển nhất định phải sử dụng cẩn thận sau này ta lấy thân phận thường sơn âm hành tàu ở bắc nguyên phải dùng ngự lang là chính cứ như vậy mà qua nhiều quan lại nhưng ta lại không có bi phương cổ ngự la tam chuyển tư chuyển phàm là cổ ngự thú hầu hết đều là cổ tiêu hao sau khi hóa thành một làng khói mỏng cho dù thành công hay không đều sẽ tiêu tan mất cổ ngự lang tam chuyển có thể điều khiển thiên lang vương cổ ngựa lang tứ truyền có thể điều khiển vạn lang vương và cả dị thú nữa không có hai loại bí phương cổ này phương nguyên sẽ không có nhiều cổ ngựa lang không có những cổ trùng này Đàn sói trong tay phương nguyên nhiều nhất cũng chỉ đến mấy ngàn con cân bản quá ít sau khi cưỡi sói lưng còng đi tốc độ nhanh hơn gấp ba lần phương nguyên đi cả ngày lẫn đêm mây đen luôn bao phủ cả bầu trời dân dân tàn đi hai ngày sau cuối cùng hắn cũng đi tới biên giới thảo nguyên hủ độc trên bầu trời mây đen phân tán thành từng đám nhỏ Từng tiên nắng xuyên qua khe hở giữa những đám mây hình thành cột sáng chiếu xuống mặt đất, không ủ cho một bãi cỏ màu xanh biếc, một mảng tươi tốt, hoa dại màu lam hoặc màu tím hoặc màu vàng nở rộ đan xen trong đó. Hoa núi thấp giống như được phủ lên một màu xanh biếc, không dùng bất kỳ nét vẽ nào phác họa. Bên cạnh gò núi còn có một con sông nhỏ, ánh nắng chiếu rọi, nước trầm chậm chảy đi, dạng dỡ lấp lánh giống như một sợi dây chuyển bạc. Cuối cùng cũng rời khỏi đây. Phương Nguyên cảm khái một tiếng, cưỡi trên xó lưng còn đàn sói dâu độc vây quanh bên cạnh dần dần đi theo ánh mặt trời đàn sói dâu độc trở nên rối loạn bọn chúng thích hợp đi săn trong điều kiện mờ tối bây giờ đi dưới ánh mặt trời sức chiến đấu của chúng phải chịu ảnh hưởng không nhỏ phương nguyên không để ý lắm đàn sói dâu độc này chỉ là quá động sớm muộn gì cũng sẽ tự sàng lọc và đào thải phương nguyên quay đầu nhìn lại sau lưng bầu trời thảo nguyên hủ độc vẫn u ám tia sáng lờ mờ gió lạnh thay lương trên đồng cỏ tối đen cỏ độc màu tím đen sinh trưởng cong cong quái dị so với ánh nắng chiếu rọi bãi cỏ bên này tạo thành sự khác biệt rõ rệt, dường như là hai thế giới khác nhau. Phía đông Phúc Địa Hồ Tiên cũng có rất nhiều lớp mây bao phủ, nếu như xử lý muộn, chỉ sợ chỗ đó cũng sẽ phát triển giống như Thảo Nguyên Hủ Độc, Thảo Nguyên Hủ Độc ta sẽ còn quay lại. Phương Nguyên nhào giọng lầm bẩm, trong lúc hắn đang nói, bỗng nhiên cả người nhẹ đi, lúc hắn bắt đầu tiến vào Bác Nguyên, hắn lập tức cảm thấy không được dễ chịu, có một loại trói buộc vô hình bao phủ toàn thân, bây giờ lớp trói buộc này bỗng nhiên giảm đi một phần, Phương Nguyên lập tức cảm thấy mình càng ngày càng gần kề thiên địa rộng lớn này hơn, mà khí tức của hắn cũng theo đó tăng lên. Vốn là từ tam truyền đỉnh phong lên đến tứ truyền sơ giai, tâm trạng trở nên vui vẻ khiến Phương Nguyên không khỏi cười ha ha vài tiếng. Cơ thể từng bước thích ứng Bắc Nguyên, Tu Vi dần dần khôi phục. Chuyện này đối với kế hoạch tiếp theo của hắn có tác dụng rất lớn. Bắc Nguyên, ta đến rồi đây. Phương Nguyên hét lên một tiếng, hai chân dùng sức kẹp lấy bụng sói, sói lưng còng bắt đầu chạy, dẫn đầu đàn sói dâu độc chạy thẳng về phía trước rết tiếng la rết quanh quẩn trên đồi núi hơn 10 vị cổ sư và hàng ngàn con sói gió đang huyết chiến một trận cực kỳ oanh liệt trận chiến chém giết đã diễn ra trong khoảng một nén nhang đám sói gió chết tiệt này thủ lĩnh các quang chửi rủa vẻ mặt dữ tợn dùng sức vung mã đao trong tay lên trực tiếp chém đứt đầu một con sói gió ngay trước mặt nhưng ngay sau khi chém xuống mã đao của y dãy thành đôi một nửa lưỡi đao trong tay các quang sớm đã nứt ra lào bỗng nhiên một con sói gió vồ tới chỗ các quang nhằm tấn công y thiếu tộc trưởng cẩn thận kỳ tiễn xoắn ốc, cổ sư sau lưng các quang nhìn thấy tình thế cấp bách vội hô to chiến đấu với nhau nhiều năm sinh ra sự ăn ý khi nghe được tiếng hô này các quang không hề nghĩ ngợi đột nhiên không người xuống nhìn thì giống như y chủ động đưa đầu của mình đến miệng sói sói gió đang vồ tới miệng sói há to lộ ra hàm răng sắc nhọn như đao mắt thấy nó sắp cắn được đầu của các quang nhưng vào lúc này một mũi tên nước màu lam xoay tròn mang theo sức mạnh từ phía sau cắt quang bắn tới lập tức mũi tên nước sấn ốc bắn vào trong miệng phong lang giết chết nó ngay trong tích tắc nhưng cơ hội này các quang kẹp bụng sói điều khiển con sói lưng còng tiếp tục lui về phía sau lui vào vòng phòng ngự của nhóm người cổ mã đau đi chắp hai tay trước ngực tách ra một ít chân nguyên cuối cùng bên trong không khiếu sau đó toàn bộ được truyền đến ấn kim mã đao trong lòng bàn tay sạt bỗng nhiên tay phải các quang vung lên một thanh mã đao hoàn toàn mới được hình thành trong phút chốc được y nắm chặt trong tay Rít, y nổi giận gầm lên giọng nói đã trở nên khàn khàn bén nhọn giống như sắt mã đao mới sắc bén vô cùng trên không trung xẹt qua một tia hàn quang chém đầu sói gió thành hai nửa nhưng tính trên toàn bộ trận chiến đây chỉ là một thắng lợi nho nhỏ khó mà ảnh hưởng tích cực tới toàn bộ đại cục đang suy giảm này đáng chết chân nguyên của ta không đủ thực sự sói gió quá nhiều ít nhất là hơn ba ngàn con thiếu tộc trưởng chúng ta đã bị bao vây hoàn toàn rồi tiếp tục liều chết chiến đấu cũng không phải là cách hay không bằng phá vây ở hướng đông nơi đó phòng ngự yếu nhất cổ sư chung quanh ồn ào nói mắt hồ các quang lóe lên một tia thần mang quan sát một chút quả quyết bác bỏ không phía đông cũng có vũng nước nhưng thì cảm thấy phòng ngự yếu trên thực tế là do phong lăng vương cố ý để lộ ra một khi chúng ta đi vào chính là chui vào cạm bẫy nó bày sẵn vậy chúng ta nên làm gì đây cổ sư đồng loạt hỏi các quang khẽ cắn răng hạ quyết tâm thay đổi phương hướng chúng ta chuyển sang phá vòng vây ở hướng tây nhưng mà chúng ta vẫn chưa tìm thấy tiểu thư Cát dao nếu cứ như thế này mà trở về thì phải biết bẩm báo với tộc trưởng đại nhân như thế nào đây các quang hừ một tiếng mặc dù Cát dao là muội muội của ta nhưng nó vì việc riêng của bản thân mà không thèm để ý đến đại cục của toàn bộ Cát gia lại dám đào hôn chương 558, trăm ân nhân thường sơn âm một chỉ là một thiếu nữ lại muốn chúng ta hy sinh những người đàn ông quý báu không đáng giá truyền lệnh xuống Chúng ta phá vây, để những nô lệ thấp hành kia ở lại ngăn cản phía sau. Đây là lúc để bọn hắn vì chủ nhân mà công hiến sinh mạng của mình. Tôn Mệnh, Cổ sư vội vàng truyền đạt mệnh lệnh, bộ tộc Bắc Nguyên chinh chiến lâu năm, mỗi ít cổ sư thua trận trở thành nô lệ, nô lệ địa vị thấp, khi cần thiết sẽ bị xem như một con tốt thế mạng, bị vứt bỏ. Rất nhanh, cổ sư chia làm hai nhóm, một nhóm là nô lệ ở lại trên sườn núi, dùng tính mạng của mình để ngăn địch, một đội do Cát Quang dẫn đầu, đi về phía tây bắt đầu phá vòng vây. Z. Dễ nhết các quang xung phong liều chết ở tuyến đầu cưỡi sói lưng còng mã đao liên tục phung lên chén xuống cuồng dã và mạnh mẽ bảo vệ thiếu chủ nhóm cổ sư phía sau y cũng đều là đàn ông bắc nguyên cao lớn cầu kịch cưỡi sói lưng còng đoàn kết chặt chẽ trung quang các quang lạch bỗng nhiên ban đường lưỡi đao xé gió chém tới thiếu chủ một vị cổ sư trung thành tuyệt đối lớn tiếng cảnh báo là người kịp phản ứng đầu tiên bên trong không khiếu của cổ sư này không còn một chút chân nguyên nào dứt khoát cưỡi sói lưng còng vọt tới phía trước dùng thân thể của mình ngăn cản lưỡi đao xé gió đó cũng chẳng bất ngờ gì vì cổ sư này trực tiếp bị lưỡi đao xé gió chém thành hai nửa mất mạng trong phút chốc lưỡi đao gió cản được một còn hai lưỡi đao vẫn chém về phía các quang các quang kịp phản ứng vội vàng giương mã đao lên đỡ lấy ầm lưỡi đao gió va chạm nổ tung mã đao vỡ vụng, các quang phun ra một ngụm máu tươi rơi xuống khỏi lưng con sói lưng còng thiếu tộc trưởng sau lưng cổ sư tranh thủ bảo vệ nhưng cứ như vậy phá vây cũng thất bại soi gió liên tục từ hai bên bao vây từng lớp từng lớp bao vây chặt bọn họ đàn phong lang im lặng lùi lại tạo thành một lối đi nhỏ phong lang vương khí thế mạnh mẽ từ từ đi tới dọc theo lối đi xuất hiện trước mặt mọi người thiên thú vương cơ thể nó khổng lồ giống như một con chiến mã một thân nhanh nhẹn lông màu xanh lá cây động mắt sói xanh biết như bảo thạch bốn chân của nó luân phiên cất bước dần dần đi đến nhưng lại khiến cho đám người cát quang thấy được chỉ là một cảm giác thanh nhã và cao quý lúc này cổ sư nô lệ ở trên đỉnh đồi đã bị tiêu diệt hoàn toàn rất nhiều sói gió từ phía sau đi tới chân nguyên các cổ sư sớm đã không đủ phong lang vương đến khiến mọi người rối loạn tương bừng có người muốn kéo cát quang lui lại nhưng cát quang lại hất tay ra dãy dụ đứng lên giống to sợ cái gì không có chân nguyên ta còn có quyền cước vào răng các dũng sĩ đừng để đám súc sinh này coi thường dùng máu của chúng ta để chứng minh người cắt gia dũng cảm mọi người được y cổ vũ sĩ khí lập tức trở lại tất cả đều liều chất chiến đấu bước chân phong lang vương dừng lại một chút bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía chiến trường phía đông một đàn sói dâu độc màu tím đen đang nhanh chóng tiếp cận đàn sói dâu độc không hề dừng lại mà nhanh chóng tấn công bầy sói gió là sói dâu độc rất nhanh sau đó các cổ sư cũng phát hiện ra đàn sói dâu độc tất cả đều mừng đầu nhìn quái lạ sói dâu độc không phải chỉ hoạt động cờ thảo nguyên hủ độc thôi sao tại sao lại chạy tới đây vậy các cổ sư cảm thấy không thể hiểu nổi chắc là có cổ sư điều khiển hai tay các quang nắm chặt thành quyền nhìn đàn sói dâu độc đang nhanh chóng chạy tới bên trong đôi mắt vốn là sự tuyệt vọng như giờ lại lóe lên tia hy vọng kiêu chủ anh minh các ngươi nhìn bên kia đi quả nhiên là có người trong chốc lát một cổ sư giơ tay chỉ về phía đằng xa hô to dưới cái nhìn chăm chú của mọi người phương nguyên cưỡi sói lưng còng xuất hiện trong tầm mắt bọn họ chúng ta được cứu rồi đám người giao hò chưa chắc cát quang nhau mắt vẫn tỉnh táo nói số lượng sói dâu độc không đến một ngàn khó mà nói trước được phải xem thật ngự lang của người này như thế nào được y nhắc nhở chúng cổ sư bắt đầu lo lắng chắc hẳn người tới là cổ sư nô đạo nhưng sói dâu độc của hắn cũng không nhiều không ổn rồi sức chiến đấu của sói dâu độc dưới ánh mặt trời sẽ bị suy yếu sẽ kém hơn so với sói gió một chút hỏng bét đây người cổ sư nô đạo này ngay cả một con thiên thú vương cũng không có chỉ có vài con bách thú vương làm sao có thể ngăn cản được công kích của phong lang vương bỗng nhiên các quang lên tiếng chẳng liên quan chỉ cần cổ sư này tập trung sói dâu độc lại một chỗ rồi công kích xuyên hoa trận thế cũng có khả năng cứu chúng ta ra được lời này quả thực đã giảm bớt lo lắng trong lòng mọi người nhưng khi bọn họ vừa mới dấy lên ngọn lửa hy vọng tâm niệm phương nguyên vừa động toàn bộ đàn sói dâu độc giống như một chậu nước hất xuống đất ầm ầm phân tán cái này cái này cái này rất nhiều cổ sư trố mắt đứng nhìn không nói lên lời xong đời hắn đây là tự tìm đường chết một số người dứt khoát nhắm mắt lại mua sần. Tự nhiên lại lãng phí một cơ hội tốt như vậy, còn có một cổ sư tức giận đến mức rậm chân, bọn họ vô cùng thất vọng. Có người chửi mắng, thậm chí có người ngay cả Phương Nguyên cũng căm hận. Sắc mặt các quang trở nên tráng bệch, chỉ cần có cơ hội sống sót, ai lại muốn chết đây. Phương Nguyên xuất hiện mang cho mọi người hy vọng, nhưng cũng chính hắn dập tắt hy vọng đó. Phong lang vương gào lên một tiếng, toàn bộ bầy sói gió phát động phản công. Lúc hai đàn sói sắp xông vào nhau, bỗng nhiên Phương Nguyên phát ra tiếng gào, hắn là con người nhưng giờ phút này lại phát ra tiếng sói chu tiếng kêu này thê lương giá tính giống như gió lớn trong đêm thổi qua đống lửa tiếng sói chu bao trùm phạm vi 800 bước sói dâu độc bên trong phạm vi nghe được tiếng gào tất cả đều phát cuồng bỗng nhiên bộc phát gấp hai lần sức chiến đấu bình thường ta đây là cổ sói chu tứ chuyển có thể khiến lực chiến đảng sói tăng vọt là cổ vô cùng chân quý ngươi tới lại là vị cổ sư tứ chuyển phương nguyên phát ra tiếng sói chu này có thể nói là long trời lở đất khiến sắc mặt của một đám cổ sư nhanh chóng thay đổi rất nhiều đôi mắt tuyệt vọng lại lần nữa lóe lên tia hy vọng tư chuyển và tam chuyển là quan niệm vô cùng khác nhau tam chuyển là gia lão còn tư chuyển là tộc trưởng ngay cả các quang cũng chỉ mới là tam chuyển cao dài thôi sau khi biết được tu vi của phương nguyên không ai dám lên tiếng chỉ mắng mặc dù cổ sư bắc nguyên dũng mãnh van dạ nhưng cũng không phải là người kiêu căng thực chất bên trong bọn họ vô cùng tôn kính cường giả ngốn nhiều trước sức mạnh vốn sói dầu độc yếu hơn sói gió nhưng giờ phút này lực chiến bỗng nhiên tăng vọt ngược lại càng thêm mạnh mẽ hơn sói gió giao chiến chưa được một lúc bầy sói gió liên tục bại lui trên chiến trường phần lớn là xác của sói gió khi giết chết 10 con phong lang mới hy sinh một con sói dâu độc đây là thuật ngự lang tuyệt diệu cỡ nào tổn thất như vậy trong trận chiến khiến nhóm của sư cát gia nhìn lồi cả mắt thật khó có thể tưởng tượng đây là trình độ đại sư ngự thú ngươi tới rốt cuộc là thần thánh phương nào rất nhiều người đổ dồn ánh mắt lên người phương nguyên giống như nhìn quái thú ta chưa bao giờ nghe nói chung quanh đây ẩn giấu một cao thủ như vậy mọi người vừa mừng vừa sợ phương nguyên cường thế khiến bầy sói gió phải tập trung toàn bộ tinh lực và sự chú ý vào đàn sói dâu độc đối với cổ sư cát gia chỉ bị bao vây mà không bị tấn công quả thật giống như tìm được đường sống trong chỗ chết nhận được cơ hội thờ dốc vô cùng quý giá phong lang vương xuất động bỗng nhiên các quang mở miệng nói một câu khiến mọi người lại nương nấp lo sợ phong lang vương có trí tuệ không tầm thường nó chu lên hai tiếng bỗng chốc bên cạnh tập hợp rất nhiều tinh nguyện ngay lập tức phong lang vương dẫn đầu nhóm tinh nhuệ giống như một mũi tên xông phá vào trong đại trận xuyên thẳng đến trung tâm, tấn công đến chỗ Phương Nguyên. Chương 559, Tân Nhân Thường Sơn âm hai cổ sư nô đạo kiên kỵ nhất là chiến thuật chém đầu, mà phong thú vương này lại là thiên thú vương, lúc này mang thật tinh binh cường tướng trong bầy sói cùng công kích. Quả thực là thế không thể đỡ. Ma thủ hạ của Phương Nguyên cũng chỉ có mấy con lang vương dâu độc cấp độ bắt thú vương, nhưng Phương Nguyên thấy vậy cũng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười nhẹ một tiếng, quả nhiên là nhị không được, chi tệ của phong lang vương khác xa những con sói hoang khác, nhưng đến cùng nó vẫn chỉ là dã thú, không thể so với trí tuệ của con người được, đối với đàn sói khác. Chỉ cần một mình Phương Nguyên công kích, nhưng chiến đấu với Phong Lang Vương, Phương Nguyên đã tạo nên trận thế này, quả nhiên khiến Phong Lang Vương chủ động công kích. Soạt, Phong Lang Vương đang chạy bỗng nhiên há miệng, phun ra ba lưỡi đao gió. Lưỡi đao bay vút lên, một đường sông phá bầy sói, mở ra một đường máu chém thẳng tới chỗ Phương Nguyên, cẩn thận, trên gò núi. Một vị cổ sư nhị không được kêu to, Tiếng của những người khác cũng nhảy đến tận cổ họng phương nguyên không nhúc nhích đợi cho lưỡi đao gió đến vần lúc này mới điều khiển sói lưng còng nhẹ nhàng tránh qua một bên thành công né được một chiêu lưỡi đao gió xanh biết sượt qua người hắn cao thủ kiểu người lâm nguy không sợ như phương nguyên phong thái a nhẫn bất động khiến cho các cổ sư xuất hiện hai chữ này trong đầu ý niệm phương nguyên khẽ động mấy con dâu độc lang vương đã sớm chuẩn bị xong chạy tới tạo thành chiến trận bao vây phong lang vương lại tốc độ phong lang vương nhanh công kích cường thế phòng ngự vững chắc so với bất luận một con dâu độc lang vương nào cũng đều mạnh hơn nhưng mà hai bên xung đột vẫn không phá vỡ tầng trở ngại này phương nguyên dựa vào sự chỉ huy tuyệt diệu lấy yếu thắng mạnh kiếm chế phong lang vương không làm gì được chỉ có thể bất đắc dĩ phẫn nộ gào rú đáng sợ thật đường đường là phong lang vương lại bị người đàn ông này đùa bỡn trong lòng bàn tay thuật ngự thú của người này đủ để so sánh với giang bạo nha dương phá anh mã tôn đương kim bắc nguyên nay lại xuất hiện thêm một vị cường giả nô đạo hạng nhất nếu như đàn sói dưới trướng hắn mạnh hơn vấp mấy lần hắn thậm chí có thể dựa vào sức của một người đối kháng với một bộ tộc nhỏ người này rốt cuộc là ai nhìn tuổi cũng khá lớn các quang nhìn phong nguyên đùa dỡn phong lang vương cảm thấy hoa mắt chóng mặt trong lòng không khỏi sinh ra sự kính sợ tất cả mọi người lắc đầu liên tục suy đoán việc này lại càng phủ thêm một tầng thần bí lên người phương nguyên hỏa hầu đã đến rồi phương nguyên thì thầm một câu hắn nắm giữ toàn bộ cuộc chiến trong tay nhìn thấy phong lang vương đang định chạy trốn lập tức biết nó đã không còn ý chí chiến đấu cổ ngữ lang tam truyền đi thôi tâm niệm phương nguyên vừa động con cổ ngự lang tam truyền chi nhất lập tức bay ra ngoài hóa thành một làn khói nhẹ bao phong lang vương lại phong lang vương liên tục cào rũ hồn phách dãy ruộng nhất thời có thể chống lại làn khói không thần phục dưới sự áp bách của phương nguyên ồ trong mắt phương nguyên lóe lên sự lạnh lùng hắn có bách nhân hồn chẳng sợ loại so đấu đọ sức với hồn phách này quả nhiên phong lang chống trả một hồi cuối cùng chịu thua thuần phục dưới chân phương nguyên hồn phách người này mạnh thật chỉ sợ là bách nhân hồn có người sợ hãi thán phục nói trình độ nô đạo như thế có bách nhân hồn cũng không có gì là lạ lúc này lập tức có người phản bác một câu giống như giang bạo nha dương phá anh mã tôn ai trong số họ cũng đều có bách nhân hồn sử dụng thành công một con cổ ngự lang phương nguyên có được một con thiên lang vương đầu tiên phong lang vương lò lên đàn sói lập tức dừng lại chiến trường vốn đang vô cùng huyên náo đột nhiên yên tĩnh lại còn lại hơn một ngàn con trong đàn sói gió nhanh chóng thay đổi lề lối gia nhập vào dưới trướng phương nguyên cứ như vậy, quy mô đàn sói trong tay Phương Nguyên lập tức tăng gấp đôi, đạt tới hơn 2.400 con. Lần này vận khí tốt, nếu không nhờ những cổ sư này kiềm chế, ta muốn thu phục Phong lang Vương chỉ sợ sẽ phải trả giả thật lớn. Phương Nguyên cưỡi sói lưng còng, chậm chậm đi đến gò núi, các quang không khỏi nín thở, người trước mắt đang nắm quyền quyết định sinh tử của bọn họ. Phương Nguyên càng lúc càng tới gần, các quang dẫn đầu vượt qua đám người. Dùng tay phải che nực cúi người thật sâu chào Phương Nguyên, lớn tiếng nói: "Cường giả tôn kính" sự cường đại của ngài khiến cho ta kính nể và sợ hãi hiện tại mạng của chúng ta đều nằm trong tay của ngài sống hay chết tất cả đều nghe trong mài xử lý chúng ta tuyệt đối không nói hai lời ha 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 dũng sĩ trẻ tuổi lúc ngươi chiến đấu ta đã thấy được ngươi rất mạnh mẽ và dũng cả khiến cho ta không khỏi nghĩ tới mình khi còn trẻ phương nguyên ngồi trên lưng sói cười ha ha ánh mắt ôn hòa nhìn đám người các ngươi là nhóm người đầu tiên ta nhìn thấy từ lúc ta rời khỏi thảo nguyên hủ độc đến nay ta rất vui vì lại có thể trở về mảnh đất này nói thật lòng thường sơn âm ta cũng không phải là kẻ máu lạnh vô tình nghe phương nguyên nói vậy một đám cổ sư đều cười lên hoàn toàn thả lòng chân nguyên của bọn họ đã cạn nếu như phương nguyên muốn giết bọn họ căn bản không hề có lực để chống trả có đôi khi ngươi do so với sói còn nguy hiểm hơn nếu như vặp phải cổ sư ma đạo nói không chừng kết cục càng thêm thế lương hơn hiện tại mọi người không khỏi cảm thấy may mắn bọn họ cho rằng mình đã gặp được một vị cao thủ chính đạo tân nhân thường âm sơn ta là thiếu tộc trưởng bộ tộc cắt gia ngươi cứu mạng ta xin hãy cho ta một cơ hội để báo ân để ta mời người đến lều vải chúng ta làm khách ta sẽ tận lực khoản đãi ngươi các quang thành khẩn mời đương nhiên báo ân chỉ là một phần thân khác chính là nhìn chúng thực lực của phương nguyên cơ hồ kết giao với cao thủ như vậy không chỉ là chuyện tốt đối với bản thân các quang y mà còn là của cả bộ tộc cắt gia phương nguyên trầm ngâm một lúc cũng được nguyên thạch trên người ta cũng đã tiêu hao hết cũng cần bổ sung thêm của trùng quả thật phải cần nghỉ ngơi một chút trong lời nói của hắn để lộ ra nhu cầu của bản thân ám hiệu cho các quang thấy quả nhiên hai mắt thiếu tộc trưởng lóe lên nhi nhớ kỹ lời của hắn trong lòng cười sang sảng tân nhân thường sơn âm cảm ơn người đã đến như vậy để ta dẫn đường cho người phương nguyên theo nhóm người các quang tiếp tục đi về phía tây bọn họ có sói lưng còng nên tốc độ cũng không chậm dọc theo đường đi bầu không khí của đội ngũ hòa thuận vui vẻ một mặt phương nguyên có ý định tiếp cận có ngư đồ về phương diện khác các quang cũng dốc sức kết giao trong lòng có sự kính trọng người bắc nguyên liều lĩnh hung hãn hào phóng thẳng thắn nếu ngươi không có thực lực người bắc nguyên biết sẽ khinh thường ngươi khó có thể kết giao nếu nắm đấm của ngươi mạnh người bắc nguyên biết sẽ rất kính nể ngươi khi tính cách của ngươi giống người bắc nguyên sự nhiệt tình của bọn họ sẽ khiến ngươi hiểu được thế nào gọi là hạn gặp nhau quá muộn chỉ trong vòng hai ngày phương nguyên và các quang đã thân nhau rồi Phương Nguyên có ý định nhờ vào tấm ván cầu cắt ra để thực sự dung nhập với Bắc Nguyên, dù sao, Thường Sơn Âm đã biến mất hơn 20 năm. Bỗng nhiên trở về, cũng cần quá trình để người đời tiếp nhận, đồng thời, hắn có rất ít nguyên thạch, cũng không có cổ phòng ngự, cần giao dịch để có được, Phương Nguyên lục soát trên thi thể của Thường Sơn Âm, không có bất kỳ con cổ trùng để phòng ngự nào, hẳn là đã bị đánh nát trong trận chiến với Cáp được Cốt rồi. Trong lòng các quang tràn đầy cảm kích, kinh sợ và tò mò đối với Phương Nguyên, cảm kích là vì Phương Nguyên cứu mạng y kính nể vì dọc đường đi phương nguyên không chế bầy sói cho thấy thực lực xuất sắc hắn lại tùy ý chỉ bảo luôn điểm phá quan ải tu hành của các quang quả thực là phong phạm của bậc tiền bối khí độ của cao thủ chương 560, tranh địa của các gia tò mò vì trong lời nói của phương nguyên luôn đề cập đến chuyện cũ thỉnh thoảng giọng điệu của hắn lộ ra sự cảm khái xưa đâu bằng nay ánh mắt tăng thương rõ ràng là một cường giả có tâm sự dĩ nhiên sẽ khiến các quang sinh ra dục vọng tìm hiểu nhưng cũng không dám hỏi nhiều năm ngày sau đoàn người trở về danh địa của bộ tộc cát gia danh địa rất lớn bao quanh bên ngoài là một hàng tường đất rất dày tường đất cao khoảng 2 trượng trên mặt tường đầy dây leo màu xanh lá sẫm cành lá sung xiên xanh tốt bên dưới lá cây lấp ló những trùng trái cây giống như trùng nho tất nhiên đó không phải trái cây mà là cổ mộc đạo thần mê nếu gặp phải bầy thú tấn công những quả nho tím này sẽ nổ tung thành dịch nước dịch nước dính vào cơ thể của bầy thú sẽ khiến thần trí của chúng trở nên mơ hồ thân thể liên tục lảo đảo nó khiến chúng đứng cũng không vững chứ đừng nói đến sông lên tấn công sau tường đất là tháp canh rất cao trên tháp bố trí ba cổ sư một cổ sư phòng ngự và hai cổ sư thám thính cửa lớn của danh địa mở rộng rất nhiều cổ sư đều xếp hàng hai bên đường để đón nhóm người các quang trở về thiếu tộc trưởng đã trở về rồi đúng là thiếu tộc trưởng đã trở về rồi thiếu tộc trưởng mới xuất phát có vài ngày sao đã trở về rồi nghe nói bọn họ gặp phải bầy sói gió suýt nữa mất mạng may mà có cao thủ nô đạo cứu giúp chính là người đàn ông trung niên kia sao những con sói này đều đi theo hắn phải không? Thật là lợi hại, không biết là cao thủ của bộ tộc nào ở Bắc Nguyên, nhóm người Phương Nguyên chưa tiếp cận danh địa, đã lập được cổ sư canh gác đi tuần tra ở gần danh địa, vì vậy đã có người về thông báo từ trước, bởi vậy tin tức này đã bị lộ ra ngoài, rất nhiều người nhìn Phương Nguyên chỉ trò, vô cùng tò mò, một vài đứa trẻ hưng phấn hét to, nhảy nhót theo sau đội ngũ, Phương Nguyên ngồi trên lưng sói lưng còng, nhìn Thất Quang ở bên cạnh đang vẫy tay với đoàn người, mỗi lần y vẫy tay đều khiến thơ đám đông giao hảo, từ đó, có thể thấy được người thanh niên này vô cùng có uy vọng ở Cát gia từ những lần nói chuyện với nhau ở dọc đường đi phương nguyên đã hoàn toàn hiểu được các quang khi là anh ruột của Cát dao là người bắc nguyên điển hình hào sàng trọng nghĩa khí coi vinh quang quan trọng như tính mạng vô cùng mạnh mẽ dũng cả đồng thời ở bắc nguyên truyền tống nam tôn nữ ti ăn sâu vào xương tủy rồi vì vậy đối với chuyện muội muội mình đào hôn vô cùng tức giận và phản cảm nam tôn nữ ti ý chỉ nam phải ra dáng nam nhi chính trực ngay thẳng cao thượng khiến người khác tôn trọng mình nữ phải ra dáng nữ nhi ôn nhu khiêm tốn năng, nữ phải làm tròn vị trí của mình để hôn nhân hòa hợp mặc dù tức giận và phản cảm cũng không thể hiện rằng tình cảm huynh muội của họ không sâu nặng ngược lại nếu y biết phương nguyên là hung thủ giết chết các dao cho dù y không có một chút chân nguyên nào cũng sẽ dùng răng dùng chân tay liều mạng với phương nguyên để trả thù cho em gái của y 500 năm trước phương nguyên đã từng lăn lộn ở đây nên hiểu rất rõ tính cách của người bắc nguyên đoàn người đi dọc theo đường lớn tiếp tục đi vào trung tâm của danh địa, trung quanh có rất nhiều lều vải, rất giống nhà bạt ở trái đất, đó là nhà ở của người phàm. rất nhiều người nghe được tiếng động, vội vàng vén cửa lều lên, nhìn thấy đàn sói bên cạnh phương nguyên, mặt liền biến sắc. sau đó nhìn thấy thiếu tộc trưởng, liền để tay phải lên ngực, hô to vấn an, hành lễ với các quang. ở nam cương, người phàm gặp cổ sư đều phải quỳ xuống, nhưng ở bắc nguyên, hai đầu gối của người đàn ông mạnh mẽ, dũng cảm chỉ lại trời đất, tổ tông và bậc cha chú mà thôi lúc bình thường cũng không dễ dàng quỳ xuống, cho dù là lập tộc trưởng, gia lão cũng như vậy. Trao phục mà những người này mặc đều là áo da phổ thông. Có một vài người có gia cảnh tốt, nữ thì đao tràng sức. Quần áo của nam được viên băng chỉ vàng, chỉ tín có một vài người nhào hơn thì mặc trang phục rất dưới. Thậm chí có người quần áo còn có mảnh vá, chẳng qua, như vậy cũng tốt hơn là làm nô lệ nhiều. Dọc theo đường đi, Phương Nguyên thấy những người quỳ dưới đất đều là nô lệ. Những nô lệ này áo rách quần manh, xanh sao vàng vọt, ở bắc nguyên địa vị của những người nô lệ vô cùng thấp kém cuộc sống cũng vô cùng thảm thương ở trong lòng người bắc nguyên nuôi dưỡng nô lệ cũng giống như nuôi dê Người bò ở bắc nguyên buôn bán nô lệ rất phổ biến ở đây phán nhân đều ở lều vải được bố trí ở bên ngoài danh địa bên trong danh địa là nơi ở của cổ sư nếu như bầy thú công kích danh địa phán nhân là những người gặp họa đầu tiên đoàn người phương nguyên đi qua khu lều vải bên ngoài này sẽ đến nơi ở của cổ sư trên thảo nguyên của nhóm cổ sư họ không ở lều vải mà là cổ phòng cổ phòng là phòng ốc được tạo thành từ cổ trùng nói đơn giản một chút cổ phòng chính là một con cổ nói phức tạp một chút thì cổ phòng được tạo thành từ nhiều con cổ kết hợp với nhau ở nam cương thương đội có quy mô lớn thường buôn ba giữa rừng núi cũng có cổ phòng năm đó trên núi thanh mao thương đội của cổ gia cũng có một tòa cổ phòng nó được tạo thành bởi một con cổ mộc đạo tam tinh động nó cao tới 18 mét, danh xứng với thực cây gỗ lớn chọc trời, dễ cây to khỏe từng cái rễ to lớn cuốn bện như long xà. một phần nhỏ lộ trên mặt đất thân còn lại thì cắm rễ sâu trong lòng đất trong thân cây có ba tầng bên ngoài thân cây cũng có cửa rổ được phòng ngự của nó thẩm cấp của lều vải không thể so sánh được khi dùng sẽ được cổ sư hậu cần trồng xuống tới chân nguyên để lớn lên trong phút chốc khi thu lại sẽ trở thành hạt giống nhưng loại cổ phòng như vậy đều là cây gỗ chọc trời tam tinh động cây to cao như vậy khi vặp trời mưa gió ở bắc nguyên cực kỳ dễ bị xét đánh cho nên cổ phong đầu tiên mà phương nguyên nhìn thấy chính là cổ phong rắn mối rất phổ biến ở bắc nguyên đây là loại cổ nhị truyền mọi hình như rắn mối màu sắc khác nhau màu phổ biến nhất là màu xanh sẫm màu xanh da trời và màu trắng hòa hình dáng của chúng rất lớn có thể so với xe lít ở trái đất hai mắt của rắn mối chính là cửa sổ hai bên thân thể cũng có cửa sổ con rắn mối nằm dạp trên mặt đất miệng hái ra lộ ra cánh cửa đầy cửa ra là một hành lang dài hai bên hành lang đều là phòng ở phần cuối của hành lang là nhà vệ sinh tạm thời tồn chữ phân và nước tiểu khi bộ tộc di chuyển rắn mối sẽ đứng lên từ chi cường tráng luân phiên tiến bước khi phân và nước tiểu trong nhà vệ sinh đã quá nhiều những con rắn mối này sẽ đại tiện nhấc đuôi lên lộ ra hậu môn đem phân và nước tiểu đầy ra ngoài gia đình ở trong cổ phòng có ít nhất một người là cổ sư hoàn cảnh sống ở nơi này so với khu lều vài hơn hẳn một bậc tờ cửa của cổ phòng, thường xuyên có ngựa đại vị đứng cương ngựa cuốn quanh trên hàm răng to lớn của rắn mối một vài gia đình còn có cả sói lưng còng lóng người phương nguyên băng qua những cổ phòng rắn mối này liền thấy cổ phòng rừng nấm loại cổ phòng này chính là dùng một lượng lớn cổ cô phòng trồng xuống mà thành mỗi một phòng ốc đều là một cây nấm lớn có mái hình nón màu xám có thể giúp nước mưa chảy xuống dễ dàng cũng không thu hút xét đánh vô cùng vững chắc trong ngày mưa gió thân của cây nấm to lớn này hình ống tròn chính là mặt tường màu trắng trên tường cũng có cửa sổ mấy con cổ cô phòng tổ hợp lại với nhau những nhiên trở thành một kiểu tiểu viện phong tình khác hẳn trong người mấy con cổ cô phòng cạnh nhau tạo thành một bãi cỏ hình tròn hình thành nên một lâm viên nhỏ sinh hoạt trong rừng nấm thần đông là gia lão hoặc là cổ sư giàu có nghe được động tĩnh của đám người phương nguyên cửa sổ của những căn phòng hình nấm này lần lượt mở ra lộ ra một vài khuôn mặt của phụ nữ và trẻ em bắc nguyên